con đường giải thoát á thì có nhiều cách giải thích. Mình nói rằng bát chánh đạo là con đường giải thoát cũng đúng. Bát chánh đạo nói gọn là trong tam học á, cái định tuệ cũng đúng. Mà nói rằng con đường giải thoát chính là 37 phẩm bồ đề, là gồm tất giác chi, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ cũng đúng. Các bạn nghe kịp không? Là tùy cái trường hợp mà phải nói. Và cái cách nói mà phổ biến nhất đó chính là cái đạo. Cách nói phổ biến nhất là cái đạo là vì sao? Là vì thông qua cái bát chánh đạo đó là mình thấy rõ cái tam học trong đó. Chánh kiến, chánh tư duy, cái thuộc về tuệ học. Chánh ngữ, nghiệp mạng nó thuộc về giới học. Phần còn lại là định học. Phần một. Cái thứ hai, nhìn vô con số 8 bát chánh đạo thì mình sẽ thấy rằng đó là có thân gũi rất là dễ. Đã thấy không? Thấy thân gũi không? Chánh ngữ thuộc về khẩu, chánh nghiệp thuộc về thân, còn phần còn lại nó thuộc về ý. Đó là cùng cái cách phân tích rất là nổi tiếng. Và vì vậy cho nên là đây là cái cách cái nói về đạo đường giải thoát đó, thì cái con số 8 nó là một cái cách tương đối là nổi tiếng và phổ biến nhất. Tại sao tôi bắt đầu với giảng chiều nay bằng cái chủ đề đó? Là bởi vì tôi muốn nhấn mạnh một điều nữa là vì sao chúng ta phải học giáo lý như vậy. Là bởi vì nói tới bát chánh đạo là mình phải nói tới cái kiến đầu tiên là con có dịp học được chúng ta về bát chánh đạo chưa? Phật tử nhiều khi nói bát chánh đạo mà cứ lơ mơ. Chánh kiến nó gồm có hai, đó là thấy rằng mọi sự ở đời do duyên mà có, đó là một. Cái thứ hai là có rồi phải mất. Như vậy chánh kiến là cái hai, một là chánh kiến về nhân quả và hai là chánh kiến về tam tướng. Đúng chưa? Thấy được hai cái đó mới gọi là có chánh kiến. Chứ còn có vị nói chánh kiến này có nghĩa là tôi tin Phật có thiệt, tôi tin pháp Phật là hay nhất, tôi tin pháp Phật là con nghệ thoát, nó nói chung chung nên. Nhưng mà cái rốt ráo của chánh kiến là tin là thấy vào hai chuyện. Thứ nhất, thấy rằng mọi sự đời do duyên mà có. Khi các điều kiện mà nó hội đủ thì các pháp nó có mới có mặt. Như tôi hỏi bà con vậy chứ lửa trong cái hộp quẹt nó nằm ở đâu? Khi tôi đưa cho bà con cái hộp quẹt thì lúc đó có lửa trong đó không? Không có. Vậy một lát nữa tôi cần lửa thì tôi làm gì mà có lửa với cái hộp quẹt đây? Khi các duyên hội đủ thì mới có lửa. Đó là cái viên đá lửa, cái bánh xe, rồi ga hoặc là xăng. Rồi nếu mà xăng hoặc dầu thì nó phải có bông gòn, nó có cái tim đúng không? Mà nếu ga thì nó mới càng ga, nó cần có cái van thôi, cái van ga thôi. Mà đại khái là mình thấy xe là mình thấy phải có ga, có xăng, có bánh xe, có viên đá lửa đó, là nó nhẹ đó, phải có bốn cái đó cứ mới có lửa. Còn nếu mà cái bánh xe nó không có mài vô trong cái viên đá thì nó không có sẹt được, mà nếu nó không sẹt thì nó không có chỗ để nó bén, không có gì để bén rồi xăng đến rồi ga nha. Cho nên chuyện đầu tiên phải thấy là mọi thứ do duyên mà có, tức là nếu thiếu duyên thì không có gì hết, mà duyên có đủ thì mọi thứ có. Như tiếng đàn không có trên ngón tay, tiếng đàn không có trên sợi dây, nhưng khi ngón tay sợi dây chạm vào nhau thì nó mới bật ra tiếng đàn. Khi ngón tay rời khỏi sợi dây thì tiếng đàn ở đâu? Phải không? Và nếu chỉ có ngón tay, chỉ có sợi dây mà mình không có ý khải đàn để bụng ra, và đàn mà con nít nó chạm vào khác người lớn chạm vào đúng không? Một đứa con nít mà nó chạm vào thì nó không có ra cái gì, nó nghe từng tiếng tiếng nghe, nhưng người lớn mình chạm vào nào là bác sĩ đó rồi chạy rồi tango bộ leo lưng hết,
mà đôi khi một đứa con nít mà nó chào mình đông ra cái gì đó. À, cho nên là mình thấy để có một tiếng đàn cho mình nghe thì phải nói là nó quá trời duyên luôn. Ngón tay mà cỡ như là từ con Phụng Diễn Tình Lan nó khác từ ngón tay của bạn cha mình bán vé số và biểu tình nó khác, hiểu không? Cho nên là tiếng đàn không có trên ngón tay, không có trong sợi dây đàn, nhưng khi mà nó cộng với sợi dây đàn, nó cộng với ngón tay, nó cộng với cái ý muốn chơi đàn, cộng với kiến thức nhạc lý, kiến thức cầm phổ, với tất cả những nhân viên ấy ta mới có được tiếng đàn. Nếu thiếu đi một trong những cái điều kiện này thì ta không có tiếng đàn để nghe. Cho nên cái đầu tiên, cái chánh kiến của đạo Phật là gì? Cái đầu tiên là phải thấy rằng mọi sự vô vi mà có, mà cái đó không có đơn giản như vậy, nó còn đi xa hơn bước nữa. Khi mà anh hiểu được mọi thứ do duyên mà có thì anh trừ được đoạn kiến. Bởi vì đoạn kiến là gì? Đoạn kiến gồm có ba. Anh phải ghi thêm này nữa. Đoạn kiến gồm có ba. Một là vô nhân kiến, cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có. Đó gọi là vô nhân kiến. Thứ hai là vô hành kiến, cho rằng không có thiện ác gì hết. À, thích thì cứ làm thì thoải mái, thích thì chiều, thiều thì chích, chứ không có mà thì nghe cái đây hết. Không thì nghe là vô hành kiến, hiểu không? Thứ ba là vô hữu kiến, là cái gì mình không thấy được, mình không chứng minh được thì cái đó không có thật. Suy nghĩ vậy đúng hay sai ta? Bởi vì nếu lý luận như vậy thì chiếc máy bay không có thật. Bây giờ tôi không có cách nào tôi chứng minh được một cuộn sắt mà bay hết trơn, hiểu không? Thế là tôi phán một câu xanh lè là máy bay không có thật. Bởi vì Trẩm không, với cái trình độ lớp 3 của Trẩm cũng không thể nào Trẩm hiểu được các nguyên tắc vật lý mà để điều động một khối là vật chất nặng mấy chục tấn mà nó nhất khỏi mặt đất. Thì Trẩm không chứng minh được đó, mà khi Trẩm không chứng minh được điều đó không có thật, đúng không? Cho nên cái đoạn kiến là gì? Đoạn kiến cái đồng thứ ba là vô nhân kiến, cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có. Thứ hai vô hành kiến là không có thiện ác gì hết. Thứ ba là vô hữu kiến, là cái gì tôi không chứng minh được, tôi không hiểu được, tôi không thấy được thì cái đó không có. Thì ba cái này cộng lại được gọi là đoạn kiến. Xem chưa? Còn thường kiến là sao? Thường kiến cũng có ba. Thường kiến cũng có ba. Một là tin vào cái sự hiện hữu của một cái tôi, có một cái linh hồn đi từ đời này sang kiếp khác. À, có một cái tôi của bà A, một cái tôi của bà B là xe bẻ, có một cái tôi của một linh hồn đi từ nơi này sang nơi khác. Mà lẽ ra mình phải hiểu rằng không hề có một cái gì gọi là massive, là solid, mà tất cả là sự cộng ghép, cộng hưởng, cộng sinh, cộng tác nó mới có. Ví dụ như được gọi là ông A và B là nó do sáu thứ cộng lại, đó là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức. Nhưng mà đằng này thì mình lại không biết cái đó, mình cho rằng có một cái tôi nào đó nó hiện hữu từ đời này sang đời khác. Đó là cái thường kiến thứ nhất. Cái thường kiến thứ hai là tin vào sự hiện hữu của một đấng chí tôn quyết định an bài và sáng tạo muôn loài. Ví dụ như Chúa Trời, Thánh Allah, xem chưa? Thượng đế Chúa Trời, Allah, Ngọc Hoàng, Thượng Đế gì đó, đại khái. Thì tin vào sự hiện hữu của một cái đấng chí tôn an bài sắp đặt mọi thứ. Thứ ba là tin vào sự hiện hữu tồn tại của một cảnh giới vĩnh hằng, bất tử, đời đời bất diệt. Tin vào một cảnh giới như vậy. Tin vào ba cái này là được gọi là thường kiến, mà chánh mà thường với đoạn cộng lại thành tà kiến, đúng không ta? Rồi mà tà kiến thì nó đi ngược lại chánh kiến, đúng không? Mà chánh kiến thì lại được định nghĩa rất đơn giản. Một là cái thấy về lý nhân quả, thứ hai là cái thấy về lý tam tướng. Thấy về lý nhân quả là sao? Là thấy rằng mọi thứ do duyên mà có, khi duyên hội đủ thì mọi thứ nó có. Nếu mà mình chết rồi mà cái duyên luân hồi mà nó chưa hết thì tiếp tục đi nữa, không? Còn đằng này ai nói với anh đoạn kiến là anh nghĩ chết rồi là hết, anh không có xét thêm nữa. Nhưng mà nói với anh là chánh kiến thì anh thấy rằng dầu tắt thở nhưng mà cái
cái nhân duyên mà tái sinh nó còn đó thì nó vẫn chưa có dứt. Như các vị thấy, tôi hay ví dụ có những loại cây mình chặt ngang nó chết luôn, có những loại cây mình chặt ngang nó nằm dưới đất, nó tiếp tục, nó một nhánh nó sống nữa, có biết cái đó không? Ví dụ như cây dừa, cây cao á, mình chặt ngang là nó đi luôn. Nhưng mà cái cây gòn á, mình chặt ngang nó nằm dưới đất, nó mọc nữa. Và có những loại cây rất là lạ là nó phát triển như thế này, nó lại mọc rễ, rễ bò lên đất, thì cái rễ đó nó lại ra cây mới. Cái biết đó không? Nhiều lắm, đại khái là nhiều lắm, những cây quái đản lắm. Chứ hại như bên Úc có loại cây vuông, nó đẻ lên luôn á. Đó là những loại cây mà mình không biết nha. Rồi. Cho nên hãy nhân duyên còn thì mọi thứ tiếp tục hiện hữu, duyên hết thì mọi thứ khác. À, thì khi mình hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có thì mình trừ được cái đoạn kiến. Rồi cái thứ hai, những gì đã có phải mất đi thì mình phải trừ được cái thường kiến. Nhớ cái đó. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, ai đó mà tin rằng có một cái đấng chí tôn thì bản thân cái niềm tin đó nó đã là một cái sự u mê. Vì sao? Vì chính Đức Phật đã xác nhận, chính Đức Phật đã xác nhận này, các tỳ kheo, nếu một đấng chí tôn mà sáng tạo muôn loài thì ta nói rằng đó là một con người rất là tàn nhẫn, đã tạo ra một thế giới vui ít buồn nhiều, tràn đầy máu lệ. Hiểu không? Nếu mà đó Chúa Trời tạo ra một thứ, Chúa tạo ra làm sao mà 80% thế giới này là máu lệ không? Chúa tạo làm chi mà hít le rồi mau trạch đông làm chi vậy? Rồi nếu đó Chúa tạo như vậy để Chúa thử thách đời người, như vậy là sản phẩm của Chúa bị lỗi. Phải hiểu không? Sản phẩm của Chúa bị lỗi. Vì ông Henry Ford, ông chết sao Ford, ông lên đọc Chúa Trời, ông nói sản phẩm của tôi nó nhiều cái ưu việt hơn sản phẩm của Chúa. Chúa tạo ra đàn bà nó nhiều cái trục trặc quá. Vậy Chúa nói tao biết tao sai, nhưng mà hầu hết đàn ông đều xài đồ của tao rồi. Tôi bị khổ tâm là còn là sản phẩm của Chúa, chứ không chiếc xe hay là làm khổ tâm đâu. Để chùa không có tóc mà cũng sản khổ tâm thì sản phẩm của Chúa nhiều. Chiều nay tôi có hẹn với một sản phẩm của Chúa lúc 5 giờ. Mà hẹn gặp tôi, mà hẹn như thế này. Con tìm được đường đó thì con đến, còn không được đó sẽ đi Uber với gặp con. Hồi nãy tôi nằm ngủ mà tôi nhớ đó, tôi tức. Bà làm cho bà gặp tôi, bà làm bà sức thuốc, bà rửa tội, ban biến tích gì cho tôi. Bà gặp mình mà bà hẹn bà ghét vậy đó. Mà nếu mà nói là mối tình đầu hay là tình cuối thì hẹn là chia tay. Em đến gặp anh đêm 30 mà em đến không được anh đi uống bờ của anh chết không? Ok, để tôi nói chuyện không ra cái sự thật. Lít quá đi. Hẹn đi Uber mà điểm hẹn này không có. Thì lúc là ba là chắc dân là dân này ghen bất công. Thì bất công có cái câu mà ưng vô sở trụ. Vô sở trụ nó có chỗ thì mới ra cái kỳ duyên. Quá kỳ duyên. Nó đâu quên. Nói hết câu rồi. Giỡn cái nó vậy. À rồi. Thì khi mà có một đấng chí tôn, mình tin là có một đấng chí tôn tạo ra muôn loài, là mình đã vô minh. Là vì sao? Là vì cái đấng nó quá ác đi, tạo ra thế giới mà nó quá nhiều cái vấn đề. Đấy. Còn nếu mình cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có thì nó lại là một cái vô minh nữa, bởi vì chúng ta còn nhớ nguyên tắc của trí tuệ là gì? Là cái gì nó suy lý, đúng không? Ta muốn phủ nhận cái gì thì ta cũng phải tìm lý do, và ta muốn tin cái gì ta cũng phải tìm lý do. Mà tôi bảo đảm, tôi đoan chắc bà con, những ai mà không tin này không tin kia là bởi vì họ không tìm ra lý do để chứng minh nó có. Chứ cho tới bây giờ họ đang nghỉ hoặc chưa tìm ra lý do để chứng minh nó không. Có hiểu không? Cho nên đó là khi mình nói là mọi thứ ngẫu nhiên mà có, bản thân nó đã là vô lý. Là cái gì mình tìm khắp trong trời đất có cái gì mà trong tâm cái thấy của mình á, nó là không có lý do xuất hiện, không có. Cái gì phải cái nó có đủ điều kiện thì nó ra nha. Rồi. Kể cả những chuyện mình nói là vô lý nhất thì bản thân cái vô lý ấy cũng là cái điều kiện để nó có mặt.
Có hiểu không? Chẳng qua là mình không thấy được cái điều kiện của nó mà thôi. Rồi, rồi như vậy thì còn cái thứ nhất là không tin vào cái sự có mặt của một đấng chi tôn. Thứ hai đó là phủ nhận mọi thứ không, mọi thứ là ngẫu nhiên mà có. Cái thứ ba là phủ nhận thiện ác. Tôi nói bà con cái này, cái vấn đề lớn nhất của người Phật tử khi tìm hiểu giáo lý là không hiểu sâu, không hiểu đúng từng từ ngữ. Khi chúng ta có vấn đề ngay trong từng từ ngữ thì từ đó nó dẫn đến sự nông cạn trong vấn đề giáo lý. Tôi ví dụ như chữ thiện, chữ ác trong đạo Phật. Tất cả Phật tử mình khi nói chữ thiện, ai cũng nghĩ thiện có nghĩa là điều lành, là đạo đức. Thật ra thiện ở đây nó là technical, thiện là khéo. Có hiểu không? Cái mở trong tiếng Hán, thiện thiện xạ, thiện chiến. Thiện xạ, thiện chiến có nghĩa là khéo, giỏi. Chứ thiện này nó có nghĩa là đạo đức, là lành, là thiện, là nghĩa mà tu hành tâm linh như mình hiểu. Như vậy cái chữ thiện ác trong Phật giáo nghĩa rất là hay, từ cái chữ cú sa la hay là chữ cô sa la, có nghĩa là skill, là khéo. Nghĩa là sao? Để có được cái mát của máy lạnh thì ta phải ứng dụng một số nguyên tắc vật lý, đúng không ta? Để có được cái ấm của máy hít thì chúng ta phải ứng dụng một số nguyên tắc vật lý về điện. Mới ta có được, chúng ta mới có được hơi ấm của cái máy hít, đúng không? Thì hãy làm đúng cái đó nữa ra hơi ấm, làm đúng cái đó nó ra cái hơi lạnh, đúng không? Cũng là dòng điện đó mà tại sao nó dẫn tới chỗ kia nó thành ra là lò nướng, mà nó dẫn tới chỗ kia thành ra là cái freezer. Tôi biết nghe hiểu không? Thì cũng dòng điện đó mà nó tạo ra ánh sáng. Thì cũng dòng điện đó mà nó lại tạo ra bao nhiêu thứ năng lượng cho máy móc tùm lum hết. Ghim vô một cái thì đằng kia máy hát, nó hát. Chỗ kia điện nó cháy, đằng kia máy quạt nó quay. Nghe kịp không? Thì bởi vì tất cả những cái đó nó đi đúng với cái nguyên tắc vật lý thì nó hoạt động. Nghe kịp không? Thì trên đời này mọi thứ đều là tương đối, đều là có cặp, đều là parallel hết. Ví dụ có nóng thì có lạnh, có xa có gần, có cao có thấp, trên dưới trong trong ngoài, mập ốm, trắng đen, đẹp xấu, đúng không ta? Cái trên đời đã nói pháp hữu vi đều phải có cặp. Tại sao vậy? Bởi vì chính vì nó có cặp đó, thì tụi nó mới đắp đổi cho nhau, nó làm nên cái gọi là thế sự vô thường. Ở đây ai có học tí ti về vật lý có biết đỉnh và đáy không? Thế giới này nói cho cùng nó là sóng và hạt, đúng không? Ánh tha sáng và ánh thanh đi nè, đỉnh đáy, đúng không? Hiểu không? Đó. Và hễ ở đâu có núi cao thì nó có vực sâu. Càng chỗ nào càng cao thì cái đỉnh càng cao thì đáy càng sâu, đó là cái luật âm dương, âm dương, âm dương. Hiểu chưa? Đỉnh đáy sống và hạt lên xuống, đó là cái lực của vũ trụ. Vì trụ nó phải có như vậy, đặc tưởng nó mới thay đổi, nó đắp đổi nhau. Mọi thứ nó tồn tại trên cái sự đắp đổi và sự luân phiên. Người ta gọi sự đắp đổi và luân phiên ấy bằng một cái tên là vô thường. Cho nên khi ta tin có một cái thế giới vĩnh hằng đó, ta đã tào lao rồi, là bởi vì hạnh phúc là gì? Chúng ta chưa kịp định nghĩa mà. Hạnh phúc là giải pháp cho đau khổ. Hạnh phúc chỉ có mặt khi đau khổ có mặt. Hiểu không? Nó phải có bị lạnh nó mới biết có ấm, nó có nực nó mới có mát. Chứ còn nó cứ phê thơ vậy hoài thì tôi không biết sướng chỗ nào. Tôi là thầy chùa, tôi hồi bé nhưng mà tôi cũng biết yêu chứ. Thì tôi thấy, theo tôi cảm nhận, tôi kinh nghiệm đó. Cái mà đáng sợ nhất là khi ở gần nhau không muốn nhìn nhau và không có gì để nói. Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt, buồn như khi gặp mặt không có gì để nói, buồn như trong một ngày hết rất còn mặt nhớ rồi đó. Tôi sợ nó lắm và tôi từng nghe cái bài đó là một cái bài nói về khổ đế hay nhất trên thế giới. Không gặp nó cũng buồn, mà gặp rồi nó không có gì để nói, cái đó là cái boring vô cùng. Và có nhiều khi cái điều kiện tan vỡ trong một cuộc tình, một cuộc hôn nhân đó chỉ khởi đi từ một lý do rất là đơn giản, là chúng ta không có cái mới để cho nhau, chúng ta chỉ có trình đó thôi. Nàng hé môi là chàng biết nàng sắp nói gì. Chàng nhúc nhích là nàng biết chàng muốn gì. Cái đó nó chán quá. Nó phải là một cái gì đó nó bất ngờ, nó có yếu tố bất ngờ. Nó là nói nhẹ, còn nói nặng nó phải có một cái yếu tố đối lập thì nó mới làm nên kịch tính. Cái hiểu không? Nó có trong đời, nó gặp nó mới mừng. Nó đói, nó ăn, nó mới ngon, nó kháng, nó uống, nó mới đã.
đằng này nó êm đềm quá, nó không có thử thách, nó không có cái gì gây sốc, thì lâu ngày nó boring, nó là monotone, là đơn điệu. Cho nên nếu mình tin rằng có một cái gì đó vĩnh hằng là mình đã sai ngay từ căn bản rồi, bởi vì thế giới nó là sự đắp đổi, nó là sự luân phiên, nó là cho và nhận, nó là đến và đi, nó là một chuỗi dài của những cặp đối đãi. Thì cái đối đãi không, đối đãi đây không phải là treatment mà đối đãi nên là cái sự qua lại đó, sự mưu sồ qua lại. Cho nên người Phật tử có chánh kiến đầu tiên là thấy rằng mọi thứ do duyên mà có, và thứ hai có rồi đều phải bị mất, mất đi. Thì với hai cái thấy, hai cái nhận xét này nè, với cái nhận xét mà cho rằng là mọi thứ do duyên mà có, ta trừ được cái đoạn kiến. Thấy rằng đã có rồi phải mất thì ta trừ được cái thường kiến. Mất, bỏ được cái hai cái thường và đoạn này, ta có được chánh kiến và học giáo lý duyên khởi, là ta cùng một lúc loại bỏ được hai cái này. Vì trong giáo lý duyên khởi dạy rất rõ, mọi thứ do duyên mà có, đúng không? Rồi cái thứ hai, có rồi phải bị mất. Ví dụ do vô minh không thấy được bốn đế là gì, sáng thưa ông ta định nghĩa không biết bao nhiêu lần, đúng không? Bốn đế cùng nhớ không? Ông kia ông nhìn ông đủ lay luôn. Bốn đế là gì? Cái đế đầu tiên là mọi thứ ở đời là khổ. Thứ hai, mình thích sự đam mê trong khổ chính là nguyên nhân khổ. Định nghĩa vậy thấy ghê, mọi thứ là khổ. Rồi thứ hai, thích trong khổ là làm tạo ra khổ. Thứ ba, muốn thoát khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Và cái thứ tư là sống bằng ba cái nhận thức trước, chính là con đường thoát khổ. Thì do không hiểu được cái này nên mới là tạo các cái nghiệp thiện ác. Như vậy thì đó rõ ràng thấy đầu tiên thấy do cái này có cái kia là mình thấy là do duyên rồi đó, do duyên này nó có cái kia. Mà cái thứ hai nó đã có rồi phải mất là sao? Có nghĩa là khi mà mình có vô minh tương tướng đế, có lúc mình gặp minh sư thiện hữu thì mình tạo các cái nghiệp lành, công đức, phước thiện. Khi gặp bạn xấu thì mình làm các nghiệp xấu. Mà tạo các nghiệp lành thì ta được có được các cái tâm đầu thai đi về cõi lành. Còn làm các nghiệp xấu thì ta phải có cái tâm đầu thai đi về cõi khổ. Mà khi đã đi về cõi lành và cõi khổ thì cái điều kiện sinh hoạt của sáu căn hình như khác nhau, phải không ta? Cái đứa nhà giàu thì nó được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm những thứ mà nó thích. Còn đứa nhà nghèo thì nó phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm những thứ mà nó không thích, đúng không? Có nhiều người tôi biết cả năm trời họ không có biết mì gói là gì, đúng không? Đói lắm thì kêu nhà hàng đem mì sợi giòn cứ ăn đỡ vậy thôi. Mùi trái cây thèm quá, nhà kêu người làm đi mua chôm chôm mà không có, tôi mua sầu riêng ăn đỡ vậy. Sầu riêng mông thon của Thái không có, tôi mua đỡ sầu riêng Mã Lai đi con, nó dẻo. Tức là nghe nhà giàu đi chợ cái ghét lắm, ăn đỡ con. Có tâm hầm nó mua đại lớp ta mua tâm càng đi con, mà cứ cháo cháo ghét cả đời nó được thấy nghe ngửi nếm đụng toàn là sáu trần như, còn có cái tên cả đời là nó an toàn, cứ người toàn bất tội không rồi có cái chén ăn mà nhìn nó thấy tội rồi nó mẻ mà không còn chỗ để mẻ thêm, muỗng người nó cong vòng rồi nĩa rồi đũa rồi tùm lum. Nói chung là cái người mà tôi đã từng ở những cái chỗ mà nhà to bốn phía, cái trần cách cái đầu mình phải chừng non thước mà to luôn, rồi ở dưới thì xi măng tráng chỗ có chỗ không lộn xộn như răng bà già, ở bên ngoài thì mùi cống rảnh, tiếng xe ba gác, tiếng đồng đất đa banh, tiếng vợ chồng nhậu nhẹt đánh chửi, bụi bay mù trời giữa trưa tăng rinh. Ở thì nghe tôi từng có những ngày mà tôi đi học ở đài truyền hình, chỗ sẽ thốt tôi về nâng cơm thì nghe tôi ngồi tôi ăn thế này nè, mà tôi nghe con mèo nó kêu mèo nghe nè, tôi mới nhìn xuống một cái con chuột cống cỡ này gần mà cái đường kính gần mà cái chuông cái mà nó có lông. Thì con mèo nó đang ngủ, chuột nó nghe quẹt nó cái, con mèo nó thấy ghét, nó dòm, nó thấy cũng nản quá, nó nghèo rồi đi luôn. Mà con chuột nó cắt cái chân tôi khoảng
thước kìa, mà mình đang ăn cơm mà mình thấy nó hút nhưng mà nó không có lông rẻ không à, có chỗ còn chứ mình còn làm sao sàn mau được. Sàn mau là con chi vô có hiểu không, có nghĩa là cái hoàn cảnh nó nóng như vậy, nó nực như vậy, rồi phải dọc cái con đó như vậy đó. Một lần nữa thì nghe nóng quá, ở nhà Phật tử nóng quá thì tôi hết cách rồi, mà đem quạt máy vô cho tôi, mà nó quạt nó chỉ thổi hơi nóng thôi. Tôi còn có một cách bỏ, và tôi đi lấy khăn tắm, tôi nhúng nước, tôi lao với sàn gặp, tôi chung nhà thế nào. Mình mới nằm chút xíu rồi mình nghe nó kịch 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 dòm trong con nữa, mình nghe thôi tôi leo lên giường luôn, chuột cấu mà nó không còn kêu chít chít nữa mà nó kêu kịch kịch đó, kịch da nó đến một cái mức mà nó đổi ngôn ngữ luôn. Mà cái đêm một bữa trưa kia có một con chuột mẹ và mấy tụi con đang nằm trong ổ, thì có con mèo nó đi ngang thì mấy tụi con nó rung hết rồi. Chú mẹ nó đi yên tâm để má xử cho. Nó đi ra ngoài, nó đi ra ngoài khỏi hàng, nó kêu ngao ngao. Thì con mèo nó nghĩ ở đây coi đã có mèo khác rồi, nó đi luôn. Rồi con mèo mẹ chạy vô, con chuột mẹ vô, nó thấy các con thấy không biết ngoại ngữ của trời. Có hiểu không? Tức là khi nó kêu ngao ngao thì con mèo kia nó biết là đã có đồng chí ở đây thì làm gì có chuột. Mà nếu mà không có chuột thì ghé ra làm cái gì? Mà nó không biết đó là con chuột nó nói ngoại ngữ thôi, chứ là cái lễ ngoại ngữ là lợi như vậy đó. Thì tôi quay trở lại là tôi ngủ quá kiếm gì để cười nữa, chứ còn mấy cái đó nó mắc mới mà khác trơn. Sáng bây giờ cho sư thấy buồn ngủ. À, tiếng nào nó đắng dữ lắm. Đắng dữ lắm, nó tỉnh luôn. Sư thấy buồn ngủ, sư mắt sáng rồi. Có người nói với tôi là mấy người bị cườm mây mắt thịt, mắt cườm thịt á. Cứ đi về Việt Nam xuống về trường thì nó sáng mắt à. Chị Việt Nam á, định nó sáng mắt khỏi đi mổ. Thì cái đất nước nó về đi mắt sáng đó à. Có cái này về bắt cho mày sáng mắt á. Cho nên có cái ông Việt Kiều về Việt Nam cũng về đến bữa không trở vào Mỹ, cái bạn bè gặp ông mẫu lẫn cái trường đó. Ở thì có khỏe không? Thế ông nhắc thì ông nói trời ơi, tôi bên đây tôi nhậu, tôi nhậu mười mấy năm, tôi bị bệnh, người bệnh có tuần lễ bị bệnh rồi, bệnh gan, tôi có nhìn đâu tôi bị ứa gan ở đây. Ở đây nhậu mười mấy năm, nhậu mà loại mạnh, mà bị bệnh thì vẫn có tuần lễ, thấy không là mình bị gan, mà nhìn là mình ứa gan, sốn mắt, vậy đâu có sốn mắt, tôi bây giờ nước luôn rồi, về Mỹ luôn. Ok, cho nên đó là tùy cái vô thượng là gì, là tùy vào điều kiện ra sao mà cái ảnh hưởng là cái gì, đó là vô thượng cái kiểu không. Sáng nay do tôi gặp bạn lành, môi trường lành thì tôi có tâm lành, nhờ vậy tôi làm được việc lành. Chiều nay tôi gặp bạn xấu suối làm chuyện xấu, thế là tôi làm chuyện xấu, nghe kiểu không. Như vậy thì do vô minh trong bốn đế nên tôi làm các nghiệp thiện ác, nhưng mà vì các điều kiện khác nhau cho nên lúc thì tôi làm ác, có lúc tôi làm thiện, và chính vì tôi tạo đủ cả hai thứ nghiệp thiện ác cho nên tôi có hai thứ tâm đầu thai, đó là tâm đầu thai về cõi lành và tâm đầu thai về cõi khổ. Thì cái nào mà nó chín mùi trước thì tôi đi về đó trước, nghe kịp không. Ở cái nào nó chín mùi, thí dụ như bây giờ tôi tu cả đời nhưng mà tới lúc mà tôi ngáp ngáp, cái quả bất thiện nó trổ, nhằm ngay cái lúc nó trổ, tôi tắt hơi, nhằm ngay cái lúc mà cái nghiệp ác nó trổ, thì tôi tu cả đời nó cuốn tôi nổi, tôi vẫn đi xuống. Cả đời tôi ác ôn gian hùng, nhưng mà tới cái lúc tôi tắt thở, nếu nhằm ngay cái lúc mà quả lành nó trổ, thì tôi vẫn về trời, vẫn trở lại làm đại gia như thường. Nhưng mà cái nghiệp kia nó không có mắc, cả nó xài hết cái này thì bắt đầu nó tính tiếp cái kia, nghe kiểu không? Đại khái rồi. Cho nên mình học giáo lý duyên khởi là chuyện đầu tiên là mình thấy rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, nó quan trọng lắm.
hôm nay bà con đến gặp tôi, bà con mới nghe buổi đầu bà con thấy cái đó là đúng, đúng là đạo Phật là cái như vậy. Nhưng mà mai này bà con về bà, một tháng hai tháng một dịp rồi đó, bà con tu, nhất là dân đương tu thiền ấy, người nghiệm là cái đó thấy cái dấu lý duyên khởi nó quan trọng cỡ nào. Học dấu lý duyên khởi để thấy rằng trong từng phút trôi qua ta đang âm thầm kiến tạo một chốn về cho mình mai này. Trong từng phút trôi qua, ta đang sống với vô minh, tham ái và tà kiến. Trong từng phút trôi qua, ta sống với trí tuệ và chánh niệm. Trong từng phút trôi qua, ta đang mở rộng cái đường về trời hay xuống địa ngục. Mặc dù theo trong kinh thì thiên đường hữu lộ như vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Đường về cõi trời thì kinh sách thánh hiền dạy đầy ra đó và ít người hỏi thăm. Và đường xuống địa ngục không ai dạy mà đứa nào cũng làm hết đây. Thiên đường ngũ lộ vô nhân vấn, đường về trời có đó nhưng không ai hỏi, nhưng mà địa ngục vô môn hữu khách tầm, cái đường xuống địa ngục thì không ai dạy hết á, nhưng mà lúc nào cũng đầy đứng đầy đó. Cho nên là có học giáo lý duyên khởi để thấy là nhiều chuyện rất là quan trọng. Chuyện thứ nhất, thế giới này chỉ là đồ lắp ráp không thôi. Một đời người nó ráp được, nó được ráp bằng bốn thứ: thiện, ác, buồn, vui. Cái thiện đời này nó là cái nhân vui cho đời sau, ác đời này là nhân khổ cho đời sau, vui đời này là quả của cái lầm đời trước, mà khổ buồn của đời này là quả của cái điều xấu đời trước. Thấy kịp không? Có thấy đời bốn nó cứ nhớ đi nhớ lại bao nhiêu đó, lên lầu xuống lầu, đi vô nhà tắm, đánh răng, xuống bếp, mở lò, rửa chén, làm gì cũng nhớ bao nhiêu đó. Nhớ rằng cái gì khó chịu bây giờ đều là quả xấu đời trước, cái gì dễ chịu bây giờ đều là quả lành đời trước. Tầm tham sân si bây giờ là quả khổ, là nhân khổ đời sau. Từ bi hỷ xả đời này, chánh niệm trí tuệ đời này là nhân vui đời sau. Nếu đủ duyên ta chứng thánh giải thoát, nếu không đủ duyên thì trên đường luân hồi ta cũng được dễ chịu. Thật ra xét cho kỳ cùng thì các cái quả lành là như bố thí trì giới, nó chỉ cho ta những cái căn phòng máy lạnh trên con đường luân hồi vạn lý mà thôi. Trước sau cũng phải đi trên con đường đó, nhưng mà ai có điều kiện ngồi trong máy lạnh nhìn ra trời xanh mây trắng nắng vàng thì nó cũng dễ chịu hơn. Trưa nắng chang chang mà đi cái xe hồi nãy tôi muốn chết luôn, lên chạy gần tới đây máy lạnh nó mới chịu làm việc, là mấy người đẩy tôi ra chỗ nắng thôi, chỗ mát rồi nó ngồi nói chuyện líu lo, còn tôi ngồi này mà nó nóng cao náo. Tôi nó nghĩ trong bụng tôi, nó cũng là đi xe mà ai mà coi như hên mà ngồi chỗ mát thì nó dễ chịu, mà ngồi chỗ nắng cũng quãng đường đó mà ôi thôi nó là một cái gì đó đọa đầy. Thế kịp không? Sẵn cái này tôi nói luôn, biết đâu trước mặt tôi có những vị tàn long mà hổ, có những vị Bồ Tát giấu mình, nói vậy không, không có đâu. Thì ngộ ta chửi thì cũng cười nữa. Cái đó là Bồ Tát đó thầy. Bồ Tát Bồ Tát là bị lúa. Đường về Phật quả rất xa xôi, đầy bất trắc. Đường về Phật quả vô cùng xa xôi, đầy bất trắc. Nhưng mà do có lòng đại bi nghĩ đến chúng sinh nên Bồ Tát không thấy sợ xa. Và do đại trí Bồ Tát thấy mọi thứ chỉ là ảo. Do thương chúng sanh và do thấy mọi thứ là ảo nên Bồ Tát không có sợ khó. Đó là nói trên lý. Còn nói trên tình thì sao? Thời gian tu hành ba la mật, tu hành các hạnh lành và càng nhiều thì cái đường luân hồi Bồ Tát nó sao ta? Bại, nó trơn tru hơn, đẻ ra ngồi trên đầu người ta không à, giàu hơn, khỏe hơn, đẹp trai hơn, nó dễ tu lắm, nó không có mặc cảm, rồi thứ xấu quắc vậy nè, dễ dàng thấy nó ngáp chứ cũng tuổi nữa. Có lúc tôi ngủ buồn ngủ rồi ngủ từ sáng ngày thành thoát bà là tôi khỏe luôn. Cho nên trong kinh nói là Bồ Tát do đại bi đại trí mà không ngại dấn thân đã làm rồi, nhưng mà đó là nói về lý. Còn nói về sự đó là càng về sau thì con đường Bồ Tát đi càng trơn tru, mà cái thứ càng phú quý nó dễ sanh lễ nghĩa,
Ví dụ như quý vị mà bẩm quá, người ta chửi quý vị dễ nhịn lắm. Tin tôi đi. Hiểu tôi đó không? Nếu mình nghèo mặc cả nữa chửi mình. Chứ thử là bữa nay quý vị mới trúng độc đắc, con quý vị ba đứa mới tốt nghiệp John Hopkins, là Yale, là Duke, Harvard, Stanford. Stanford, bốn đứa nó mới vừa báo tin là nó mời mình đi để lấy cái bằng tốt nghiệp của nó. Rồi mình ông chồng mới, ông đi uống cà phê để mua giấy số, ông trúng mấy cái mà mega đó là mấy trăm triệu nữa. Tự nhiên có ai đó mình gặp đi, mình đi mà trả Hồng Kông là bà nào đó mà bà nói tự nhiên mình cũng dễ tha thứ. Vì bữa nay lòng bạc đang xưa, hiểu không? Tự thứ mình tiền bạc khó khăn, mất chớp, rồi bệnh hoạn, rồi ông chồng thì cũng nghe vợ già đã nhăn nheo con gái hư đốn, trước nó dễ buồn, rồi nó thủ thân dữ lắm. Và Bồ Tát càng về sau thì càng trên tu. Càng trên tu hanh thông. Và trong kinh nói càng về sau thì Bồ Tát, cái Bồ Đề Tâm càng dũng mãnh. Do đó bao nhiêu chuyện khó Bồ Tát dồn hết cho phút sau. Những chuyện khó làm nhất là Bồ Tát dồn cho cái phút sau. Ví dụ như 7 tuổi, mới 7 tuổi mà tự nhiên là dám, 7 tuổi mà trong đầu có những cái suy nghĩ mà nó là cực kỳ khó tin. Thứ nhất, thấy rằng là mọi thứ đời không có gì tin được hết. Phải thấy người già, người bệnh á. Thứ hai, 7 tuổi mà nhìn đâu cũng thấy là ai cũng đáng để mình thương hết. Thế trên đời này không có người nào để mình ghét. Thế trên đời này chỉ có người đáng thương và dễ thương. 7 tuổi mình thấy vậy. Và thứ ba, 7 tuổi mà dám thông chống tuyên bố ai xin gì tôi cũng cho, kể cả cái mẹ này. 7 tuổi thôi. Bồ Tát đã Thích Ca rồi. Mà tại sao người này ghê gớm như vậy, là bởi vì lúc đó gặn gậu. Đúng là cái như là nhéo không biết đau mà cù không biết nhột nữa. Đó là đau thương bất nhập và bắt đập bắt xong. Rồi cái thứ mà mới miệng nữa. Nghe mà nói xin gì cho đấy, nó là nó làm cái xà lỏ nó cũng cho mặt. Nó lấy luôn cái xà lỏ luôn, cái tay bụng như Eva. Cho nên mà tôi nói mới nhớ gì. Là bữa nay hai cái thằng con chiên của đạo Chúa nó hỏi nhau. Hỏi với mày biết quốc tịch của Adam với Eve không? Phải là quốc tịch nó có. Hai người đó cái mặt mũi dân châu Âu. Tất nhiên một là dân Âu Mỹ chứ. Một là Cuba, còn hai là dân Đông Âu. Hỏi mày dưới vào đâu mày nói như vậy? Bởi vì áo quần không có, chỉ có một cái áo mà giáo gọi là điều địa đàn là những cái xã hội chủ nghĩa. Áo quần không có mà chỉ có được trái táo mà dám nói là thiên đàng, mà chỉ có cái đuổi cộng sản thôi chứ không ai đâu. Mà nếu mà mặt mũi đó thì cái mò Đông Âu hay là Cuba đó chứ đâu. Ok. Xin này con không về. Xin đâu về. Đâu rồi? Cái đó là tôi quên mất tiêu rồi. Rồi, cái Phật Bảo. Chính vì đại trí thấy rằng mọi thứ là ảo, khó hay dễ là ảo, sướng hay khổ là ảo, khen chê vinh nhục là ảo, xa gần là ảo, lâu mau là ảo. Vì đại trí mới thấy được như vậy nên Bồ Tát không ngán cái thời gian, không ngán cái giai khổ. Và vì đại bi thì với tấm lòng của một người mẹ, Bồ Tát nghĩ làm sao mà giúp được càng nhiều con thì càng tốt. Các vị biết được cái này thì những cái thương rồi. Nhiều cái người Việt Nam mình thấy họ thấy ghét bằng trời như vậy đó, nhưng mà chỉ cần đổi kiếp họ làm mẹ của mình, họ dám chết chứ mình thừa biết không? Dạ. Chuyện đó. Và tại vì mình học đạo, mình nghe giảng, mình giảng giả chứ mình cũng không có tin lắm chuyện đó, nhưng mà khi mình tin được chuyện đó thì mình mới thấy ai cũng để mình thương. Những cái bà đó mình nhìn nó thấy ghét thiệt đó, nhưng mà bây giờ mình chung như làm con bà là bà sẽ chết với mình, bà lo lắng đủ điều. Còn chỉ mà mẹ giết con hơi hiếm. Mà đa phần nó là mẹ chết vì con thì nhiều nha. Mà không phải kiếp tới thì đâu, nhiều kiếp quá khứ là bà đó, ông nói nhiều lần đã chết cho mình. Thậm chí có những cái lần mà hai đứa chia tay nhau trên bến giang đầu thì một buổi chiều mưa đẹp hứ. Em đi rồi không biết bao giờ ngày nào anh trở lại. Không ngờ cái dòng đời xong đẩy hai đứa mất nhau trong đời. Rồi đó là lần gặp cuối cùng, không thấy nhau nữa. Rồi qua nhiều kiếp sanh tử, hai đứa trở thành tử thù trên chiến trường, thương trường và chính trường. Chỉ muốn giết nhau mà không nhớ rằng cái lần hai đứa gặp nhau cuối cùng là thề nốt hẹn biển đủ điều. Hiểu không?
Bồ Tát thấy được cái đó, Bồ Tát không giận ai hết. Bồ Tát nhìn ai cũng là tình nhân, ai cũng là mẹ, là cha, là con, là những người rất được dấu yêu. Mà chính vì cái dòng luân hồi nó xô đẩy mình mất nhau, mình lạc dấu nhau trong đời. Bây giờ nhìn nhau, mình chỉ xử nhau bằng cái chuyện nước mắt thôi. Cho nên trong cái nhìn của Bồ Tát, ai Bồ Tát cũng bao dung được hết, ai Bồ Tát cũng có đem vào lòng. Cái giá trị của một con người nó không phải nằm ở chỗ anh nhận được gì, mà là nó nằm ở chỗ anh đã cho ra cái gì, đúng không? Tôi có bao nhiêu tiền nó quan trọng, mà tôi khả năng cho cái gì được bao nhiêu, nó quan trọng nha. Và cái giá trị của Bồ Tát nằm còn tính thêm một chỗ nữa, là tim này chứa được bao nhiêu người. Cái sức chứa của trái tim mỗi người chính là giá trị của người đó. Ở đây có một người mà tôi phải vinh danh, đó là cô Bảy, cô Thừa. Cô này sẵn có đang cô nói người ta về con người này hay của cổ. Cổ rất là nóng tính, cổ nóng tính vô cùng. Nhưng mà cổ là một cái mẫu người mà khi tôi đi xa tiếng Pháp tôi hay nhắc, mà tôi không có nói tên. Cổ nóng tính vô cùng, nhưng mà cổ là người rất là dễ hỏa hiệp, dễ hỏa hiệp, rất dễ thanh nhỉ. Cứ gây cổ chửi cổ cho đã, nhưng mà khi mà 5 tháng trôi qua, mưa ngay bị khổ tới cái áo cổ cũng cũng miệng lầu bầu chỉ chửi cũng đi giúp. Cái đó là rất là khó tìm. Còn lịch sự do lắm, nhưng mà để bụng là không được. Để bụng được, cô Bảy là phải để bụng cả tháng hẳn á. Tức là cổ giận bằng trời, nhưng mà dĩ nhiên các vị nghe tin là tôi không ăn tiền của cổ, hẳn không có làm quảng cáo, nhưng mà cổ là một người rất là đặc biệt, rất là nóng tính. Rồi cổ có thể nổi cơn cũng than, mà tôi nghĩ rất rất từ đó. Nhưng mà cổ có khả năng bao dung rất là rộng. Đó là một cái điểm mà mình phải tán thán và học hỏi. Và một người nữa ở đây rất vui là cô Đi Nghe. Cô lớn tuổi mà nói kiểu gì cũng không giận. Có thể là do cô không hiểu không chừng, nhưng mà nhưng mà phải nhìn nhận là trong cái đời bây giờ học tốt tôi, thì cái người như cô Đi Nghe cũng gì của nhí về cái thứ đã tuyệt chủng từ lâu, có tuổi rồi, có gia đình, có thân phận đàng hoàng, nhưng mà nhiều khi ổng nhỏ tuổi mình mà ổng ăn xối xả mà giận lắm chỉ cúi xuống vậy thôi, mà tuổi cũng nhanh răng ra rồi đi học tiếp. Thì cái chuyện này lắm đồng cái hạnh rất là đặc biệt. Bên thị sĩ tôi có biết một cô rồi kiếp trước cổ tôi ngồi thiền tôi sâu, chúng tôi có là pháo đại trên cổ nổ dữ lắm, cổ tặng hay khoe chứ mất. Nhưng mà cổ có cái hạnh đặc biệt đó là nàng không bao giờ giết giận. Hồi đầu tôi tưởng là nàng giả bộ, mà sau này tôi biết là bả cái dây thần kinh giận nó bị đứt từ hồi nào. Không tự ái, không có biết giận. Người ta nói móc, nói xiên, nói sọ, nói khéo, nói bịch tẹt, nói thẳng vô mặt, nói như tạt nước. Thì thấy làm gì không hiểu, rồi giống như phải nghe ngoại ngữ vậy đó. Rồi thì thôi, chỉ người không giúp giận, ngộ lắm. Thì cái đó là cái mà mình phải tán thán. Cái đó là cái mình phải tán thán. Các người khác có gì kỳ vậy? Lắm vậy. Bởi vì người khác chính là tấm gương lớn nhất cho mình. Tôi biết tấm gương không? Tấm gương phải mình làm, mình nhìn họ mà mình nhờ họ nhìn mình nhìn mình. Rồi. Cho nên đó là học giáo lý duyên khởi, chuyện đầu tiên là để thấy rằng mọi thứ do duyên mà có. Thứ hai, mọi thứ do lắp ráp mà có. Nghe kịp không? Do duyên mà có là một chuyện khác, mà do lắp ráp mà có là một chuyện khác. Có nghĩa rằng là khi mình thấy mọi thứ là đồ ráp thì cái dạng của mình sẽ khác nhau, sẽ khác với cái chuyện mình thấy họ là ai đó. Nhớ không? Tôi nhớ tôi có kể tại cái pháp hội này một câu chuyện mà tôi rất là thích, thích lắm. Mà cũng thấy quý vị cũng trơ trơ, đó là đi thuyền trong đêm tối bị một chiếc thuyền khác tông vào. Nếu ta nhìn trên chiếc thuyền kia không có người thì ta không có giận, đúng không? Hiểu chưa? Cũng chiếc thuyền ấy, nhưng mà nếu trên đó có người thì lại chia hai trường hợp. Cái người trên đó là ai? Hiểu không? Bạn thân khác, người lạ khác, người khác giới khác, đồng giới khác, đồng phái khác, đúng không? Mà nếu mà là mình nam mà gặp đứa tông là nữ, mà nữ xấu khác, mà nữ đẹp khác, có hiểu không? Mà nó chưa chồng là khác, mà nó có người khác rồi là lại khác á, có hiểu không? Có nghĩa là cũng bị tông thuyền, nhưng mà cái giận hay không nó còn bị đổ cái trên thuyền,
chứ phải bản thân cái cú tông, phải bản thân chiếc thuyền mà là còn cái đi kèm cái chiếc thuyền. Vậy nghe kịp chưa? Nói như vậy có nghĩa rằng là bản thân mỗi sự vật nó sẽ đến với mình, mỗi sự việc sẽ đến với mình. Bản thân nó chưa là gì hết. Nhưng mà cái nhận gì thích, cái đánh giá của mình còn tùy thuộc vào vô số những chuyện khác đính kèm, nghe kịp không? Ăn bánh xèo mà không có rau nó kỳ dữ lắm. Như vậy thì bản thân bánh xèo nó chưa đủ mà nó phải có rau và phải có nước chấm, đúng không? Có nhiều món không rau gì mà nó ngon như nước chấm, đúng không? Và tôi thì lại có cái điều đặc biệt. Tôi ăn gì thì ăn mà cơm ngon thì tôi ăn cái gì cũng ngon. Chỉ cần một cái chén nước mắm nước tương gì mà nó đàng hoàng, mà cơm dẻo thơm, nấu đừng quá khô đừng quá nhão là Trẩm rất là thích. Còn cho Trẩm ăn đồ ngon thì là ngon, mà cơm là gạo cũ á, cạo một thứ hai con một hộp á, sợ lắm. Cái gạo cũ á nó bị gãy, gạo mà bị gãy rồi nó không có nhựa, nó không có dẻo, rồi cơm mà nghe mà bóc bóc rồi tôi ăn thì đầy hết. Thì tôi nhìn vô là tôi đã thấy mất hết là 60 điểm rồi. Mà dọn cơm mà tôi thấy cái tô cơm mà nó dẻo hột dài trắng mà không quá khô không quá nhão, chẳng hạn như nhà này là một chuyện rất là lạ. Nhà này là một chỗ rất là hiếm là nấu cơm tôi rất là thích, đó là khô như tôi thích. Đa phần tôi là nhà Phật tử, đa phần chúng tôi trong một bát trong cơm chảo tôi hỏi cho nhỏ thì họ nói tại vì nó mềm, chỉ đó là như vậy. Nhưng mà tôi thích ăn cơm khô, mà nếu được cho ăn gạo Thái, jasmine mà long grain thì tôi thích. Các bạn nghe kêu có nghĩa là một cái bữa ăn hoàn chỉnh tùy người mà nó lệ thuộc vào nhân duyên gì, hiểu chưa? Có người ăn bánh xèo thích nó ngon nhờ nước chấm, có người ngon nhờ rau, có người bánh xèo phải giòn, có người bánh xèo mà đổ dày quá ăn nó lầy nữa. Cho nên tôi nói như vậy không nghĩa là ngày mai bác ăn bánh xèo nghe. Cái nhà này mà lỡ lời nó bút cho ăn trào máu luôn. Bắt đầu tôi chú ý tôi nói về mày, tôi kể về giấm, sao không dọn về mỗi ông tô giấm. Cũng lo nói chuyện này phải lựa lời, chị nói chuyện cũng chiều quá trời các. Mình đang mình tiếng Pháp mình nói vậy nít nó bồng lên 5 đứa ngồi trên này. Về cái chuyện kinh kha không? Tức là lục quốc muốn ám sát Tần Thủy Hoàng mà tìm hoàng không có ra, người cuối cùng giao cái trọng trách đó cho Thái tử Đan của nước Yên. Thì Thái tử Đan tìm được mười mấy người mà mỗi người đều có cái nhược điểm, cái người hoàn hảo nhất chính là Kinh Kha. Mà ông trọng thị Kinh Kha đến mức là Kinh Kha không có thể từ chối được cái trọng nhiệm đó, có nghĩa là mời Kinh Kha vào thì Kinh Kha thấy có cái ao cá trong cung, có cá bơi bơi, Kinh Kha mới lấy cái hòn sỏi luyện cá chơi, thì ông cho người bưng nguyên mâm vàng về băng bụng á, nói tráng sĩ lượm luyện đi, đừng luyện luyện sỏi giơ tay vàng bụng cháu luyện cá chơi. Vậy đang ngồi chơi vậy thì trong vòng có một cái cô người hầu đẹp đó, nó bưng ra một mâm trà mâm rượu cho ổng, thì Kinh Kha cũng tiện mới miệng bàn tay đẹp quá. Lát sau ổng đi vô phòng thì có người bưng vô nguyên cái tráp gỗ mở ra là cánh tay của cô, có nghĩa là khen là tặng. À, chứ nếu mộng nó bùng cầu người em rồi tháo nguyên nó đem vô là chết luôn. Đại khái như vậy. Thì học giáo lý duyên khởi để thấy rằng mọi thứ là do duyên mà có rồi phải mất. Học giáo lý duyên khởi để thấy rằng mọi thứ do lắp ráp. Học giáo lý duyên khởi để thấy rằng thế giới này không có gì là một. Và mọi thứ giống như một cây chuối, được gọi là cây chuối là bởi vì do nhiều cái bẹ nó ráp nên. Nghe kịp không? Trong kinh nói năm quẩn là gì? Trước hết tôi phải trở lại duyên khởi. Duyên khởi là gì? Duyên khởi là hành trình sanh và diệt của năm quẩn, đúng không ta? Duyên khởi là hành trình sanh diệt của năm quẩn. Mà năm quẩn là gì? Thứ nhất đó là sắc quẩn. Tất cả những gì thuộc về vật chất trong thân tựa là sắc quẩn. Thọ quẩn là tất cả những cái feeling dễ chịu và khó chịu của thân tâm. Hành quẩn là thọ tưởng hành. Hành quẩn là khía cạnh thiện ác của tâm. Còn tưởng quẩn là khía cạnh kinh nghiệm, hồi ức, kiến thức. Thì cái cảnh này được gọi tưởng quẩn, có hiểu không ta? Tại sao tôi nói cái này là cái dùi chuông mà tôi nói không nói cái này là cái đũa bếp? Bởi vì đó là kiến thức, đó là hồi ức, đó là kinh nghiệm.
chính kinh nghiệm, chính kiến thức, chính hồi ức cho tôi biết rằng cái này là cái dù chuông chứ không phải là cái đũa bếp, biết không? Miền Bắc hình như là cái đũa cả phải không? Dạ rồi. À, rồi chính cái hồi ức, chính kiến thức nó cho tôi biết đó là đàn bà chứ không phải đàn ông. Chính hồi ức, chính kiến thức nó cho tôi biết cái này, cái nọ, nghe kịp không? Thì cái đó được gọi là tưởng buộc. Đó là cái khía cạnh nhận biết thông qua hồi ức, kinh nghiệm, tích lũy. Và thức vững là cái biết đơn thuần của sáu giác quan. Các vị biết có ba cái biết tất cả. Cái biết của thức, cái biết của tưởng và cái biết của trí. Cái biết của thức là cái biết của mắt, tai, mũi, lưỡi. Nó chỉ chụp hình chứ không có đánh giá gì hết. Nhưng mà cái biết của tưởng là gì? Sau khi con mắt nó chụp hình xong, nó đưa vô ở trong cái bộ chip ở trong, bên trong nó nói đây là cái tô. Thấy kẹp không? Thì cái biết khi mà nó nói đây là cái tô, đó là cái biết của tưởng vững. Còn cái biết của tưởng vững nó chỉ chụp hình thôi, chứ nó chưa có thể định danh, định hình cái phần đó là cái gì. Nó đưa vô trong, bên trong nó mới nói đây là cái tô. Mà ai dạy định biết nó là cái tô? Cha mẹ, xã hội, gia đình, học đường, kiến thức, sách vở. Đúng không ta? Chính những cái nguồn đó nó dạy cho mình biết nó là cái tô chứ không phải là cái dĩa, không phải là cái chén. Các vị có biết rằng trong thế giới ngôn ngữ, cái ngôn ngữ nào, cái thế chung, cái đất nước nào, dân tộc nào mà nó giỏi về âm nhạc thì cái ngôn ngữ, những cái từ vựng về âm thanh của họ rất là nhiều, phong phú cho tiếng Yến. Họ có giọng nam trầm, rồi nữ trầm, rồi nam cao, nữ cao, biết cái đó không ta? Bạn như tenor rồi đấy, soprano, đó là những ngôn ngữ khác nó không có phong phú như vậy. Và ở đất nước nào mà về hội họa phát triển thì cái từ vựng về màu sắc cả thì nó rất là phong phú, cho nên tiếng Nhật chỉ riêng màu trắng không, nó là nó cả trăm cái màu trắng. Mà ngay cả tiếng Mỹ mình thấy màu trắng cũng có rất là nhiều màu trắng. Ngay cả màu xanh mình thấy như turquoise hoặc là aqua, là blue, là green rất là nhiều. Thì những đất nước nào, những dân tộc nào mà nó giỏi về hội họa thì cái tư vững về màu sắc nó rất là giàu, đúng không? Thì tưởng vững là gì? Là nó tưởng vững được trồng chất bởi những cái kiến thức đó. Nghe kìa, ví dụ mình nói màu trắng á, thì cái người nào họ biết nhiều hội họa thì cái khái niệm họ về màu trắng nó rất là giàu, nghe kìa không? Mà cái người nào giỏi về âm nhạc, giỏi về nhạc lý, họ có rất là nhiều cái khái niệm, có rất là nhiều kiến thức về cái gọi là âm thanh, có hiểu không? Thì nó được gọi là tưởng vững, hiểu không? Còn đối với người nấu ăn thì cái kiến thức của người nấu ăn về món ăn nó phong phú hơn người bình thường rất là nhiều. Họ có thể nói cái chuyện với nhau mà mình nghe mình thấy không hiểu đó. Bộ dân ngữ bạc nó có những cái ngôn ngữ riêng với thế giới là bạc, bởi vì khái niệm gắn liền với từ ngữ, biết cái đó không? Khái niệm gắn liền với từ ngữ, nhớ đó hả? Cái người từ ngữ giàu là bởi vì họ biết được nhiều thứ, mà mỗi cái biết đó là một concept, một cái idea. Chính cái concept, những cái idea nó cho phép họ từ ngữ họ nó phong phú. Còn những người họ nói ấm ấm hết, ngôn ngữ họ nghèo là bởi vì cái concept họ nó ít. Cho nên cái tưởng vững nó là cái nôi để đẻ ra cái nền văn minh của nhân loại. Mình tưởng là nền văn minh loại là khảo cổ, hội họa, kiến trúc, tùm lum, mình tưởng nó ghê gớm, nhưng mà thật ra nó là cái thế giới của tưởng vững. Cho nên cái này chắc phải ghi thêm. Tưởng vững nó có hè, nó có ba tưởng vững, nó là gồm có ba, đó là dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Dục tưởng là gì? Là những cái biết của mình về thế giới vật chất, về âm thanh, màu sắc, hình dáng, ánh sáng, dài ngắn, về không gian, về thời gian, nghe kịp không? Không gian, thời gian, hình dáng, màu sắc, thì đó được gọi là dục tưởng. Hiểu hả? Có hiểu không dạ? Ông mà bà kia bà nghe thì bà hỏi giờ chép làm sao đây thầy? Đi tôi nói nghe, nghe sao chép lại vậy? Cái mình nhảy mũi đồng, thầy chép sao? Cái đâu rồi? Cái dục tưởng là những cái hồi ức của mình về thế giới vật chất. Còn thiền tưởng, bữa nay là ghi đã luôn. Thiền tưởng là thôi, là thôi nha. Là mới không biết chỗ phải ghi, bây giờ nghe tôi giải trước. Người sống trong cõi dục
thì họ ghi nhận thế giới này qua cả 6 căn, các em không? Và từ đó thế giới trong mắt của người mà sống trong sống người giới nó thiên hình vạn trạng, nó gồm có nam nữ đực cái trong mái sông núi kinh rập đại dương rồi trời đất trăng sao hoa lá tùm lum hết, các em không? Và chính vì nó đa đoan như vậy cho nên người hưởng dục họ bị chia trí, bị chỉ chia trí không? Nó không có tập trung. Còn cái người mà ly dục mà tu thiền đó, thì thế giới này đối với họ nhất chỉ còn là có 10 thứ thôi. Vì tưởng tượng một bên thế giới gồm có vô số thứ để biết, mà biết ở đây gồm có thích và ghét, đúng không? Một bên thì nó có vô số thứ để nó thích và ghét, còn một bên nó chỉ có 10 thứ thôi, thì các vị tưởng tượng cái mức tập trung của nó. Một bên là số 10, một bên là countless, là unlimited. Các vị nghĩ cái thứ khác nhau thế nào? Quá nhiều, chỉ cần 1 tỷ mà so với số 10 là mình đã thấy là dễ sợ rồi, còn đây là vô số mà so với 10 để các vị nghĩ. Cho nên đối với người không tu thiền mở mắt ra là nhà cửa nam nữ xe cổ bla bla bla, còn đó người tu thiền thế giới này đối với họ chỉ có 10 thứ thôi, đó là xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không ánh sáng. Nó có biết mười cái đó thôi, đang là nó cứ đang niệm, mà nó niệm đến lúc mà nó nhắm mắt lại nó cũng thấy đắc. Và khi mà nó đắc thiền mà cái đề mục đắc, nó nhìn một cái dòng sông nó nói mình đi đến đó đi ta, cái làm dùng cái chỗ đó thành cái con đường nên cho nó đi. Là vì sao? Vì qua một thời gian dài nó tu thiền, cái tâm của họ biến mọi thứ thành đất như họ muốn. Lúc đó các vị con kim kim kiếm thiền, các vị nghe sư phụ nói đệ tử không có luyện kiếm đến mức kiếm và người là một, không có biết đâu, có biết con nghe đó không? Con học kiếm đến mức mà cái gì trong tay con cũng là bảo kiếm hết. Bởi nó có những cái cao thủ mà khi mà đối phương tâm vào nó chỉ lấy hai cái là nó kẹp lại, ta biết không? Dĩ nhiên cái chuyện là diễn trong phim, nhưng mà đối với người học Phật là cái đó là một chuyện rất là hay. Đến một lúc người và kiếm là một, khi mảnh đưa tay lên kẹp cái thanh kiếm của đối phương, lúc bây giờ hai đây là hai thanh kiếm và hai con tay. Vẫn như Điện Trang là một cao thủ về về bắn cung của Trung Quốc xưa, tôi nói tôi đi xa biết mà tôi quên, tôi nhớ nhắn dắt tôi về nha. Là ảnh bắn cung rất là giỏi, thì có người đến xin học với ổng. Ổng lấy trái bưởi, ổng để cách xa 100 mét, ổng kêu cứ nhắm bắn cái bưởi, bắn hoài, bắn riết. Ổng tới một ngày kia, ổng đổi bưởi, ổng chuyển qua cam, rồi từ cam nó chuyển qua trái chanh, rồi từ trái chanh nó chuyển qua trái chùm ruột. Mà ổng nói con nhìn làm sao mà không thấy trái chùm ruột mà nó bằng cái trái bưởi, con cho thầy hay. Thằng này cứ nhắm hoài, nhắm riết, đúng, khi nó tập trung nó thấy cái trái chùm ruột mà trái bưởi nó thầy lên bằng rồi. Thì ổng mới bỏ cái chùm ruột ra, ổng lấy cái hộp me đấy, mở lớn lớn cho nó nghe vui. Thì có ông bà đó, bà nghe được nó hơi kỳ đó. Thì bà lấy cái hộp me, ổng để cho ổng đó, khi nào con nhìn hộp me mà nó bự bằng cái bữa cho thầy hay. Và cuối cùng rồi đó, thì ổng lấy cái kim, ổng kim đó, ổng hỏi thằng học trò con thấy hay không, con bắn bay được cái đầu kim hay không, nghe hiểu không? Khi mà cái chuyện này có vẻ có quyền không tin, nhưng mà cái đáng để lưu ý của câu chuyện này không phải là tin hay không tin, mà là cái kỹ thuật là từ trái bưởi mà xuống tới cái trái chùm ruột và tới được cái kia, hiểu không? Thì ở đây đối với cái người tu thiền cũng vậy, buổi đầu mình sống, mình khi mình chưa có tập thiền á, cái đầu mình nó còn lăn xăng, mình bị chia trí, mình bị phân tâm bởi rất là nhiều thứ, nghe. Ví dụ như mình còn có cái để thích, trong cái số mình thích có vô số thứ, mà hãy có vô số thứ để thích thì có vô số thứ để ghét, đúng không? Và các vị tưởng tượng cái đó nó chia trí dữ lắm, chia trí dữ lắm. Các vị không có tu thiền, các vị không có biết rằng cái đầu của các vị nó bấy đây, nó bị chia đủ thứ gì vô ngồi mới biết, ngồi biết là nó nhớ tùm lum, thử thì nó thấy cái gì mặt hồ nó lắm, mình thấy đủ thứ gì. Nên tại sao mà hành giả khi có nhiều hình, rất nhiều hình giả khi ngồi thiền một lúc mà nghe cơ thể đau đớn giống như là bị chẻ xương, là tại sao vậy? Vì đó là lúc họ đang trở thành một con người mới.
cái chánh niệm và trí tuệ nó đang biết là mình có người mới. Sau khi họ qua được cái giai đoạn mà tôi kêu đau đẻ, đau như đau đẻ vậy, rồi có người họ đau họ thấy cái bắp thịt họ giống như cái khăn mà bị ai đó vắt, có người họ đau như bị cái xương bị chẻ, có người họ tả cái đau họ giống như ai lấy kim mà chọt vô mấy cái khớp rồi gõ vậy, đau đến mức như vậy. Nhưng mà thật ra cái đó là ảo không thật, giống như con nhện hồi sáng vậy đó. Mà phải qua được giai đoạn đó, từ đó về sau ngồi phê luôn, ngồi không có biết mệt. Mà phải qua được cái giai đoạn quỷ môn quan, giai đoạn thập tử nhất sinh đó thì mới thả. Nhưng mà nói như vậy, cũng không phải ai cũng như vậy, không phải ai cũng là phải qua giai đoạn đó. Có nhiều người họ nhanh mắt, họ chỉ nghe Phật nói một câu, họ đắc, họ không có dụng xét bằng mà luôn được đó. Còn có người thì họ phải tùy vào cái cách tu ba la mật nghe. Mà lúc tu, lúc mà đắc nó lâu hơn mau, nó khó hơn nó dễ. Thì ở đây cũng vậy, tôi đang nói thế giới này đối với người không có tu hành thì nó gồm vô số cái thứ để mình ghét và thích. Chính vì vậy cho nên ta sống trong vô số cái thích và ghét đó, ta bị chia trí. Nhưng riêng đối với người tu thiền thì thế giới này nó chỉ gồm được còn có 10 thứ được thôi. Chính vì vậy cho nên khả năng tập trung của họ rất cao, và nhờ khả năng tập trung ấy cho nên họ thấy được nhiều thứ mà mình không thấy được, họ nghe được những thứ mình không nghe được. Cái khả năng thấy được đó được gọi là thiên nhị. Cái khả năng nghe được những thứ mà người thường không nghe được gọi là thiên nhị, nghe kịp không? Rồi cái khả năng hiểu được tâm người được gọi thì gọi là tha tâm thông. Cái khả năng mà nhớ được kiếp trước gọi là túc mạng thông. Cái khả năng mà hiểu được cái nghiệp quả tình hoàng thiện ác gọi là túc mạng, gọi là sinh tử thông, nghe kịp không? Cái khả năng mà biến hóa trời non lấp biển hô mưa gọi gió đó gọi là biến hóa thông. Thì khả năng nó không có gì khó hiểu hết, mà bởi vì họ đã thân và tâm họ đã là một. Bước đầu thân tâm là một, bước tiếp theo trời đất với họ là một. Họ muốn có núi là có núi, họ muốn có sông là có sông. Nghe kịp không? Như trong kinh nói, lúc chia Xá Lợi Thế Tôn thành 8 phần, vua A Xà Thế được 108 phần. Vua Thỉnh Chư Tôn Túc Trưởng Lão gồm có Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan, Ngài Anuruddha về dự lễ tôn trí Xá Lợi Bồ Tát. Thì trong đó Ngài Ca Diếp đệ nhất đầu đà là được xem là đại diện lớn nhất trong tăng. Ngài bưng cái tháp vàng đựng Xá Lợi Thế Tôn đặt vào trong lòng tháp. Rồi chính Ngài tôn trí đèn vàng hoa bên cạnh đó, và Ngài chú nguyện thế này: từ hôm nay cho đến 218 năm sau, xin đèn này đừng tắt, xin hoa này đừng héo, và dầu có trời long đất lở, động đất thiên tai, thì xin lòng tháp hãy yên vị như thế, đừng thay đổi. Cho đến bao giờ vua A Dục nhìn thấy cái tháp này thì mới tính. Ngày chú nguyện xong, Ngài lùi ra lễ tháp ba lại, và vua A Xà Thế cho người siêu cái tháp lại. Vua A Xà Thế sống cũng được ít lâu, sau đó khi sắp già thì bị con giết. Con qua già thế làm vua ít lâu thì bị cháu nội giết. Cháu nội làm vua ít lâu thì bị cháu cố giết. Cháu cố làm vua ít lâu thì bị cháu sơ giết. Tổng cộng là 7 đời như vậy. Dân chúng thấy cái dòng họ này ngộ quá, cứ quẩn quẩn mà con giết cha nó quải, nó mới đạo tránh. Hiểu không? Nó mới đưa cái dòng khác lên. Thì qua hết cái đời đó, thì đến cái đời thì sau qua nhiều thời đại đó, thì về sau này đến đời vua A Dục là một triều đại khác. Thì vua A Dục ác lắm, nhưng mà chuyện cái dài cũng chỉ kể tóm tắt là ác lắm, nhưng mà được một vị sa di giống như là A La Hán Hành Thông đó, cảm hóa và vua trở thành một Phật tử. Cái việc đầu tiên vua muốn làm là vua muốn đi đánh, tại vua nghe pháp cũng thức quá, mà bây giờ vua muốn đảnh lễ cái người nào là Thế Tôn, là chánh đảnh giác, là cha lành của ba cội, là bậc thầy đã dạy ra giáo pháp hay ho này, vua muốn lắm. Thì cái vị sa di này dắt vua đi đảnh lễ: đây là thoát của tôn giả Xá Lợi Phất, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất tinh văn, đây là thoát của tôn giả Bụt Kiền Liên, và đây là thoát của Đức Phật. Thì vị sa di nói: đây là tháp thờ Xá Lợi Thế Tôn, thầy của các vị tôn giả, thầy của ba cội, tứ danh từ phụ. Thì vua chảy nước mắt, vua quỳ xuống, vua đảnh lễ. Vua thấy cái tháp bị đổ nát rồi, 210 năm đổ nát riêu phong. Thì vua xin được làm được tháp mới. Nói xin thật đó là vua mà làm tháp mới.
mà muốn làm pháp mới thì mình phải rước sẽ lại ra chứ, đúng không? Thì khi mà ông cho người khai pháp thì ông chết biến luôn, đèn vẫn cháy, hoa vẫn tươi như mới vừa đặt ở đây 2 phút. Thì đó là thần thông, đó là thần thông. Người không có học đạo, biết kiến thức khoa học lơ mơ thì họ có quyền không tin. Nhưng mà người có biết vật lý một chút xíu, có biết về cosmology, biết về physics một chút thì có lẽ họ phải tin cái chuyện này. Trong một cái điều kiện khí hậu và nhiệt độ đặc biệt nào đó, cái tuổi thọ mọi thứ, cái tuổi thọ cái stable của mọi thứ nó sẽ khác đi cái gì đó. Hiểu. Ví dụ như người ta tự tao thử rằng một cái trái cà chua tươi mà đem vào trong lòng kim tự tháp, cái thời gian mà nó tươi giòn nó gấp 10 lần để ở bên ngoài. Tôi không nói cái gì. Một chuyện nữa, thỉnh thoảng người ta bắt gặp những chiếc tàu như là tàu ma đó, cái đã mất tích mấy chục năm, bộ đồ đạc nó còn nguyên, mà bao nhiêu sóng gió trong tố trên biển, mà tại sao mọi thứ trên cái tàu nó không bị hư, và cái đám thủy thủ đoàn trên đó nó đã đi về đâu? Thì người ta đành phải nghi ngờ là chiếc tàu nó có một thời gian dài nó đã ở vào một cái góc không gian nào đó mà không bị ảnh hưởng bởi xuân hạ thu đông nắng mưa lạnh nóng, hiểu không? Hiểu không? Mà cái đó là nó quá cái tầm mà suy nghĩ của mình. Cho nên ông Einstein nó nói là cái kiến thức cái nó không quan trọng bằng cái imagination, cái knowledge nó không bằng. Bởi vì cái biết của mình nó lẹ tè lắm, nhưng mà cái tưởng tượng của mình, cái suy diễn cho phép mình đi xa, nó chấp cánh cái biết của mình xa hơn nhiều lắm, hiểu không? Cho nên nó có những ví dụ như thần thông, đó là dùng là sức mạnh tâm linh. Chính cái sức mạnh tâm linh nó tạo ra một cái environment đặc biệt cho những cái vật đó, cái hiểu không? Mà mình chưa khai thác được hết các cái nguồn energy, cái việc biết chứ đâu mình khai thác chứ đó. Cái biết của mình về mặt đất không là gì so với ở dưới lòng đất, và cái biết trong trên lục địa nó không bằng cái biết trong lòng biển. Và cái sự khai thác hết mức cái sức mạnh của gió, của nước và của nắng, nhưng mà bây giờ vẫn còn hạn chế, rồi biết chứ đó. Hôm nay người ta còn lệ thuộc vào quả Trung Đông mà. Phải có đến một ngày, phải có đến một ngày mà người ta không còn xài dầu lửa nữa, mà người ta chỉ còn xài cái sức điện từ gió, nước và nắng thì lúc đó nhân loại mới khá được. Còn bây giờ trên lý thuyết thì đúng, cả ba cái nguồn đó, thủy điện, phong điện thì và điện do dầu lửa thì phải nói là đến bây giờ thì ai cũng biết là thế giới có nhiều nguồn điện, điện do nước, do nắng và do gió. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ bây giờ chưa khai thác hết thì cũng vậy. Cái nguồn năng lượng thứ tư mà nhân loại chưa biết đến đó là tâm thức. Thì theo trong kinh nói thì mọi thứ đều vô thường theo cái hướng hướng đỉnh và đáy, hiểu không? Trong kinh nói là mọi thứ cực thịnh thì tắc suy, mà suy hết đất thì nó lên thịnh, cùng tắc biến với tắc thông. Thì mọi thứ nó đều vận hành theo cái mô hình đỉnh và đáy. Nhân loại có lúc phát triển về tâm linh thì nó xuống về vật chất, mà khi nó phát triển vật chất thì nó xuống về tâm linh. Ví dụ như cái thời kỳ này là đỉnh về vật chất mà tâm linh nó là mặt tệ, cho nên ở vào thời kỳ mà vật chất phát triển cao, người ta chỉ có thể phát hiện được cái năng lượng vật chất, chứ người ta không thể phát hiện được năng lượng tâm linh, hiểu không? Bây giờ ta nghe chưa? Hiểu được không? Nhưng mà ở thời kỳ mà như thời Đức Phật, cái vật chất nó không bằng bây giờ thì lúc tâm linh mới phát triển. Đây tôi kể các vị nghe chuyện này thì các vị có quyền không tin, nhưng mà giờ nói pháp thì cũng phải nói thiệt chứ, giờ bắt tôi giấu hoài. Ngài Huyền Trang, Ngài Huyền Trang là thế kỷ thứ 7 đó. Ngài trên đường đi tỉnh kinh, Ngài đi ngang mấy xứ Tây Phật, thì có cái đêm đó là bão cát quá là lớn đi. Bão có lúc thì bị bão cát, có lúc thì bị bão tuyết. Thì Ngài mới thấy có cánh lửa xa xa, Ngài mới là vô đó để Ngài qua đêm. Người thì lạnh cống mà đói nữa. Thì cái dân, cái ông chủ của cái lều, chứ không phải chủ nhà mà chủ cái lều đó, ông có một lò lửa, ông đang làm bánh mì, làm nướng thịt cho tôi ăn. Thì ông gặp Ngài vô thì ông hiếu khách lắm, tự có thấy Ngài biết là dân lỡ đường rồi, mà ông nhà ông đói khách cho họ đi hoài à.
cậu cũng chỉ chỗ cho anh nằm rồi nó muốn uống sữa tươi, sữa cừu, sữa dê gì đó. Rồi anh trai thì có bánh, có ăn mặn, được có ba cái đồ thịt. Rồi. Thì lúc ông đang làm bếp ở nhà đó, thì đứa bé con nó khóc quá khóc kìa. Đứa bé đó, nó khóc ngất, nó khóc mất thở. Thì ông liếc mắt, ông thấy nhà có vẻ hơi sao lên. Mình thấy mình lại nhà người ta, mình nít nó khóc, nó khóc ngất. Cái mình cũng hơi khó chịu vậy đó. Cái liều thì bận lỗ mũi mà nó khóc coi như 128 đề xi ben rồi, chịu nổi. Cái đề xi ben đó. Thì ông chủ nhà, ông, bà vợ, bà thấy ngày như vậy, bà liếc, bà thấy vậy. Bà lại nó nắm nhỏ, nắm ngay cái cổ này nè, giống như con mèo mẹ vậy. Nắm cái lò lan cá liền này đâu. Bà đẩy nắp lại là bà cũng làm bếp tiếp. Làm bếp tiếp, làm để bà dọn ra, mời sữa để hai giờ bạn làm bánh mơ. Chị ngày rụng rời rồi, có gì ăn nổi không? Hả? Có hiểu tôi nói gì không? Nít nó khóc, mà ngày thì ngày thấy cũng tội nghiệp, ngày tính lại ngày dỗ, mà con người ta mà đụng tới thì nó cũng không có tiện. Ngày đang ngại ngại thì bà cầm nhỏ bà liền cái đâu lò, sao mà đi liền lò là sao nhỏ nhỏ tắt bà, đúng không biết tắt không? Liền nó mới tắt rồi, rồi sao mới làm bếp xong bà mới ngày ăn hết nổi rồi, ngày cứ dọn cái lò không à. Cái bà nói, hiểu rồi. Cái bà sợ tao lắm, nhỏ ra, bà phủi bụi. Thấy ra nó bò lắm, nó mới chơi. Thì ra đó là cái bộ lạc đó có sở hữu một cái thứ bùa nhiều đời. Là để tránh kẻ thù á. Kẻ thù mà tới á. Thì tất cả chung dương lửa nằm này, kẻ thù thấy lửa cháy thì còn cái gì nữa. Hiểu không? Mà ông tổ ngày xưa là một ông đạo sĩ, ông rất là giỏi bùa, ông ấy vì thương những người đệ tử mình nuôi, ông giống như giờ tôi thương gia đình vợ chồng tâm mi. Thì trước khi tôi có dạy cho một cái món để phòng thân, có nghĩa là sau này mà tụi con mà có đi loạn tốn nhà hai đứa chung vô rồi đó. Ví dụ vậy thì sống và đi rồi hai vợ chồng này mới sanh con đẻ cái, lập ra một cái bộ lạc trên núi và cứ truyền với nhau cái bùa đó. Có nghĩa là hồi đầu thì họ dùng để tránh kẻ thù, rồi từ từ là để giải quyết mấy cái vụ mà rắc rối, nín khóc cho mà giúp đó luôn, rồi xong rồi lôi ra mỗi buổi tiếp. Có những cái chuyện mà nó quá mức bà con, bữa nãy tôi kể tôi ngại là bởi vì bà con năm dâu nghe nói ông này sau này anh chuyển qua không thành. Chứ bên Hà Tiên, mình ở Hà Tiên Việt Nam á, có một cái truyền thuyết. Hôm nay mình vô trong thành động mình gặp có một cái tảng đá mà nó dài mà hình con cá sấu, là đó là một vị sư sở di, sư nhỏ sư giỏi bùa. Thì lâu lâu vậy đó, sư rùng mình cái thằng con cá sấu cho ta coi vậy đó. Nhưng mà có một điều thế này, mỗi lần người ta muốn thấy vậy đó, thì sư có dặn sư đưa cái ly nước của sư tụng kinh, thì nói coi cho đã rồi lấy cái này tạt lên người sư lại sư quay đi quần hình. Thì có bữa sư rùng mình xong rồi người ta thấy bự quá, người ta sợ người dục cha cái chén lỡm thành cái con nó nào luôn đó. Giờ cái chuyện nó có không trời biết. Nhưng mà hiểu không? Có nghĩa là cái thế giới thần thông, thế giới tâm linh là một cái thế giới mà mình không thể nào biết. Hoặc một lần khác, trong một cái kỳ thi tuyển mặt ma ở Tây Tạng á, thì sau 20 năm học thì ông thầy ông mới nói bây giờ ngày mà đã đến lúc các con phải thi tốt nghiệp rồi, thì thôi bây giờ thi đây là ngày mai 4 giờ nghe tiếng chuông được tụi con lên thi hết nghe. Bắt đầu nhưng mà khoan, bây giờ lên để trước khi thi phải chuẩn bị cho ông Thái, là mỗi đứa cục thang nó bếp á. Phải là mỗi đứa một thang rồi trả thờ chia tay 4 giờ lên nghe con, mỗi đứa nó về để cái thằng trưởng lớp biến tạo như là trưởng tràng á, nó mới vừa về tới thì gió thổi buồn buồn, gió tuyết lạnh lắm, thì nó vô nó đốt lửa thì nó thấy nó nghe cái tiếng người con gái mà lạnh quá thầy ơi, cái đầu mở thì ông nghe liền ra nó đẹp quá đi, thì ông cứ vô đi con, có lửa thì con vô đi con, vô nó ngáp mà mình nó bị ướt á, rồi nó ngồi không có nói không, cái cậu lấy miếng bánh khô cho nó ăn, sao mà nó ném cái này rồi nó hổ thăm không thể kia đó, cái thầy có cần sữa gì mai mốt cũng có sữa cù với em cũng thầy, rồi nó có tâm sự sao còn cái cha thầy gì cha biết chết không. Thì sáng hôm sau cái lúc mà đánh chuông lên để mà thi á, thì 200 ông tăng mà tăng sinh nó lên thi, ông nào nói nhiều bao câu
Ông nào mặt đen thui à. Thì ông này nhìn ông kia cười quá nhiều mấy cái mặt, nguyên cái mặt con trai đẹp hai không à. Thì ông này nhìn ông kia cười, ông kia ông ngạc nhiên, ông dòm nó nùng liệt. Nó hai trăm ông đều than hết. Thì ông thầy ông nhìn lắc đầu. Ông hỏi gì chứ cục than rồi tối thầy cho rau thì rửa nó móc ra thì có một cục thì còn hơi nhiều nhiều, có cục mòn hết rồi. Thì ra mọi 200 ông nó về phòng riêng á, đều là thấy mỗi ông đều thấy một cô. Mà cái cô đó chính là cái cục than này ông thầy dùng than. Hiểu không? Thì ôm ấp hung hít sờ mó thì là ôm cục than. Hiểu không? Mở nguyên cục than mà ôm cái đó thì làm sao mà nó không có đen thui được. Hiểu không? Hiểu không thầy? Dạ. Bà mặt quá là điểm lụt than vậy đó. Có hiểu không? Dạ. Ông thầy ông dùng cái thằng cái bằng thao ông thử. Ông thử cảm thác bỏ nước lụt than. Đi chỉ lụt than mới biết anh là thiệt hay giả. Thì cũng trang nghiêm mà lâm. Nhưng mà đó hồi gặp nó chắc tụi đêm mất chắc tụi cũng đang xì. Nhưng giữ tôi nổi trời. Tôi động đó mà tôi còn rung. Tôi động đó mà tôi sợ. Tôi thích ra mình để đó đứng ra đang xì luôn. Chỉ thiếu một phần trăng là không tâm luôn. Thì ông thầy ông nói thôi chứ còn 20 năm mà ra chùa một toàn bộ công không bây giờ hiểu chưa? Có nghĩa là có những thế giới mà ta không có hiểu được. Và sẵn đây tôi cũng nói luôn, đừng có ăn rồi chổng mông nhắm mắt mà chửi mật tông. Mật tông nó đúng, nó không trong góc độ, từ góc độ nam truyền nguyên thủy thì mật tông không có phải là chính thống. Nhưng mà bên Mật Tông họ cũng những có những cái hay nhất định mà ta không thể phủ nhận. Ví dụ như họ sử dụng nguyên thủy, họ sử dụng các cái câu mật chú mà nó là chữ viết tắt của những giáo lý. Vì những bạn học giáo lý có biết không? Ví dụ như khổ tập diệt đạo thì khổ là đúc khác, tập là Samudaya, còn diệt là Nirodha, đạo là mắt khác. Thì chữ đúc khác họ lấy chữ đúng, chữ Samudaya họ lấy chữ sát, Nirodha họ lấy chữ ní, mắt gá lấy chữ má. Thì cộng lại đúc khá sẽ muốn đa giá nếu rồi ta mắt gá lấy thành một chữ đúng xa ni má. Họ lấy trong họ đọc. Mà người đệ tử nghe đó là bởi là việc đọc đúng xa ni má là việc khổ tập diện đạo. Còn bên Nhi bên Thái lấy loại bùa, bùa đi thích thật. Nếu có nghe những tứ vật dụng không? Dạ, có. Cái vật dụng là cái y của ông sư là chi bá. Còn cái đồ ăn thích thật đó gọi là bình nó bà tá. Thì cái chi bá họ lấy cái chữ chi. Còn chữ bình nó ba tá họ lấy chữ pi, rồi cái chỗ ở của ông sư là chữ xe na sau đó họ lấy chữ xe, còn thuốc chữa bệnh là ghi lam á phê sách cho parikara họ lấy chữ ghi. Như vậy thì tứ vật dụng đọc tắt lại là chi bi xe ghi. Họ cứ đọc viết như vậy, họ đi bác họ đọc trước khi đi bác họ cả ôm thì họ biết bốn chữ rồi đọc họ chữ ghi. Đi bác nó cúng ăn mỗi miệng luôn, ngộ quá, ngộ lắm. Tự nhiên đi viên đá mà thấy nhìn cái mặt ông gốm ra sao nó sáng hơn người khác. Cái bát ông thì nó lấp lắm, nó nhìn rồi nó khoái. Còn mấy ông không có ghi cái bát nó xét nó vẫn xét bình thường. Nhưng mà tôi ghi thì cái bát tôi nhìn nó sáng, nhìn tôi đi làm như tôi hơi ngộ ngộ vậy đó. Thì nó cứ tập trung lên, tôi để bát tôi lắm. Giờ tôi ăn chỉ banh miệng luôn. Đó là chú thuật hiểu. Thì nguyên thủy đó, cái gọi là chú nó là cái viết tắt của giáo lý. Ví dụ như có bốn cái thao tác mà người học đạo cần phải nhớ, đó là xú chí cú lý. Xú là xú na trí là nghe cho kỹ, chí là chinh đê trí là nghĩ cho kỹ, chí bí xú chí bú, chữ bú là push trí là hỏi cho kỹ, lý là lý khai trí là ghi chép cho kỹ. Nghe hiểu không? Số là số na tí là nghe, chí là chìm đen tí là động não, bốn là cũng chắc tí là hỏi cho biết, là phải đi hỏi thầy hoặc hỏi bạn. Rồi lý là lý khai tí là phải ghi chép. Như vậy thì từ cái chỗ đó họ mới học, mấy tăng sinh ngày xưa họ lấy bốn chữ họ làm chữ bùa, họ nói rằng đọc đó học bài nó mau thuộc hơn. Giống như con nít học sinh Việt Nam nó lấy lá thuộc bài nó ép vào học cho mau thuộc vậy đó. Nhưng mà có cái tôi có nghe một cô giáo già cô nói thật ra đó, cái lá thuộc bài đó nó không giúp được gì hết, mà lấy nó làm dấu làm bút mạc thôi à. Hiểu không? Bút mạc không? Cái này cũng vậy. Thì từ từ họ mới lấy những chữ tắt đó đó, họ mới làm thành bùa để mỗi lần đọc thì nó nhớ giáo lý. Nhưng mà theo trong kinh Phật của mình đó thì cái gì mà tập trung lâu ngày nó trở thành nguồn sức mạnh, các biết không? Ví dụ như
cũng ánh nắng mặt trời, nhưng mà mình cái nhiệt lượng nó bị lan tỏa, nó không có tập trung, nó không có nóng. Nhưng mà với cái mắt mắt đi phai đó, mấy mắt đi phai bị lấp á, thì nó gom lại thì nó làm cho chảy. Vậy đây cũng vậy, cái tâm mình nó lăn xăng, mình không có phát huy được cái sức mạnh của cái tâm lực. Cái tâm lực mình nó là một cái nguồn kinh khủng lắm, nguồn kinh khủng lắm. Đấy, cho nên là cái chuyện mà người dùng thần thông hay là chú thuật là tôi khen bên Tây Tạng là khen cái nào, buổi đầu họ làm gọn giáo lý thì họ học rồi từ từ đó, họ mới phát hiện ra là khi mà tập trung đó, thì mình sẽ có được tâm lực, và từ đó họ khi họ có được tâm lực họ có được những cái thứ năng lực mà người bình thường không có. Thí dụ như khi mà mình sống chánh niệm lâu ngày, tôi nói chậm cho nghe nha, ta sống chánh niệm lâu ngày cái khả năng đọc hiểu tâm lý người khác dễ hơn người bình thường rất nhiều. Đây các vị có quyền không tin, nhưng tôi tuyệt đối tin gì đó. Sống chánh niệm biết không? Làm gì biết nấy. Sau một thời gian mà thì tùy người, có gì hỏi bao lâu trời biết. Tùy đứa biết căng cơ mà. Nhưng mà đến một lúc nào đó ngồi nói chuyện người ta biết nghĩ gì. Còn tu thiền nó thở nó có cái hay này, là biết trước ngày mình chết. Tại vì nó cứ theo dõi riết. Theo dõi riết nó biết rằng cái lực thở này nè không thể kéo dài quá 3 ngày. Trừ nên chết vì tai nạn thì người ta không biết đúng không? Nhưng mà nếu chết vì tuổi già, chết là bệnh, họ đoán là họ biết. Họ tự nhiên họ biết, với cái kiểu thở này nè, không quá 3 ngày, tự nhiên họ biết chuyện đó. Cho nên họ có thể nói nghe tưởng là thu xếp đi, chiều mai thì đi. Thì mình nghe mà tưởng họ chắc đắt cái gì, chưa hẳn. Vì họ tu thiền lâu ngày, họ nhạy hơn cái người bình thường. Nghe kịp không? Nhạy hơn người bình thường. Giống như tôi biết có những người quen, họ ngộ lắm. Họ ăn vậy nè, mà ăn chung với mình vậy đó, mà họ hỏi người nấu bộ bà xài bột nấm hả, cái hiểu không? Biết bột nấm mà tại sao họ kỹ, bởi vì họ biết 99% bột nấm đều là đồ tàu, đồ Trung Quốc. Họ rất ghét đồ tàu, cho nên khi mà họ ăn cái đó, họ là dân nấu ăn giỏi nữa, cho nên khi mà họ nghe nếm cái bộ xài bột nấm hả, giỏi như vậy. Bọn ngày qua tôi kể chuyện ông ăn ngoài uống trà nhé, trong nguyên ấm trà chỉ có một vỏ trấu mà họ vẫn nhận ra, là đại ca. Có nghĩa là đến cái gì đó mà khi mình tập trung nó lâu ngày, mình sẽ đạt đến một cái trình độ ảo diệu là mình tinh tế bén nhạy hơn người bình thường. Mà khổ thay bà con mình đây, cái cơm gạo áo tiền rồi cái đầu nó bị đơ á, nhân nghe mấy cái này, một là không tin, còn hai nó há hốc mắt chỉ o miệng với ai, mà trong khi đó là không có tu hành cũng kỹ móc gì hết. Mà biết đâu lâu nghe thầy bà về nhà tới học mà một là không hiểu, hai không nhớ, ba hoài nghi, bốn thắc mắc. Chửi cũng hiểu, chửi cũng nhăn nhăn ra cười, nửa đêm không tức của cô chửi. Nãy giờ bán đồ mà chửi cô đó mà không hiểu. Có cái hạnh, ta có cái hạnh hiểu chậm. Thì có cái hạnh hiểu chậm. Cho nên tưởng có ba, một là dục tưởng, có nghĩa là sự quẩn quanh trong thế giới vật chất. Thiền tưởng, đó nãy giờ lạc đề do ông nội thiền tưởng đây nè. Có nghĩa là thế giới của họ nó càng đơn giản chừng nào thì khả năng tập trung và bén nhạy của họ nó càng cao. Và cái thứ ba là thế giới của quán tưởng là sao? Quán tưởng là tu thiền là mình cứ để cái tô nước trước mặt mình niệm nước, một thời gian sau mình muốn biến cái gì thành nước cũng được hết, hiểu không? Còn đất mình cứ niệm đất, chỗ nào mình muốn nó thành đất là nó thành đất, đúng không? Đó là một thiền tưởng. Nhưng quán tưởng là gì? Quán tưởng đó là tứ niệm xứ buổi đầu thì gọi là quán tưởng. Mình đắc đạo bằng trí chứ không có đắc bằng tưởng, nhưng buổi đầu phải tu bằng tưởng trước. Là sao ta? Đang đi biết là đang đi, trong A Tỳ Đàm thật ra không hề có đi, trong A Tỳ Đàm chỉ có sự chuyển động của bốn đại mà thôi. Nghe thấy không? Trong A Tỳ Đàm chỉ có sự chuyển động của bốn đại thôi. Nhưng mà buổi đầu mình tu tứ niệm xứ, mình cái đầu mình nó đơ rồi, sao mà biết cái bốn đại là cái kỹ gì, cho nên buổi đầu mình cứ niệm đi. Đang ăn biết là đang ăn, hiểu không? Rồi mình quán thể trường, biết đây là tóc, là mông, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, mạch, đàm, mũ, máu, mồ hôi, phẩn, nước tiểu, bla 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 bla.
là buổi đầu mình phải dựa vào những cái đó là đồ giả. Nhưng mà đến một ngày nào đó khi mà cái trí tuệ chánh niệm nó chín muồi thì lúc đó giờ mình evaporate là cái gì ta, bốc hơi, mình không nhìn nó là cái tóc lông móng nữa, mà lúc bây giờ mình thấy rằng ở đây chỉ có danh và sắc thôi. Cái vật chất mà mình đang nhìn nó là sắc, mà cái đang nhìn nó là danh. Danh sắc này do duyên mà có, nghe hiểu không? Có rồi phải mất đắc quả ngay chỗ đó, có hiểu không? Danh sắc này là khổ đế, mà cái thấy được nó vô ngã vô thường nó chính là đạo đế, hiểu không? Thấy được như vậy là thấy là chính cái đế mình nói cho nguyên tắc vậy thôi. Chứ người đắc nó không phải như vậy, nhưng phải nói cho bà con biết đắc nó là cái gì thì bà con không mơ hồ, cái đắc là cái gì thì nó là như vậy rồi. Nhưng mà cái thấy của người đắc dĩ nhiên nó khác, nó không phải 100% vậy, nhưng mà nó không có chổi là cái giáo lý, cái lý thuyết mà mình đã học, hiểu không? Giống như ngày hôm qua tôi nói, mình sử dụng bản đồ, con đường đó mình chưa có đi thì mình phải xài bản đồ. Mình cứ men men, mình thấy ở cái chỗ đó cao, chỗ đó quẹo, ở chỗ đó có ngã ba, chỗ đó ngã tư đi quẹo phải, ngã tư đi quẹo trái. Mình chỉ thấy trên cái lằn mực nó vẽ vậy thôi. Nhưng mà bước ra ngoài đời mình đi, mình mới thấy, ồ, cái con đường này cũng có ngã ba, mà ở đây có quán cà phê Starbucks này, có Home Depot này, có Walmart này. Mà trên bản đồ nó có vẽ cái đó, cái hiểu không? Hiểu. Vậy đây cũng vậy, trên mặt lý thuyết là phải như vậy. Thì cái quán tưởng là gì, là cái buổi đầu á, cái buổi đầu á là mình phải xài bằng cái thế giới tục đế chế định, nghe kịp không? Vậy đây tôi nói rồi mai với bà con hiểu được, tôi chết liền. Thì thế giới này có hai cái cách nhìn, nhìn từ góc độ chân đế và tục đế. Nhìn từ góc độ chân đế, góc độ tục đế là mình nhìn cái vỏ ngoài của sự vật, ví dụ như mình nói đó là cái đông đắc, đó là cái nhìn tục đế. Nhưng mà cái nhìn chân đế thì mình biết đó là cái gò mối, ở bên trong đó gồm có rất nhiều con mối, hiểu không ta? Cái nhìn tục đế là cái nhìn vỏ ngoài. Thế nhưng mình nói là đóng đắc thôi, đang ví dụ. Mình mất mình nói cho mình nói đóng đắc là tục đế, rồi gò mối là chân đế, cái mà nội nữa. Đang ví dụ thôi. Vậy cô mệt quá. Bây giờ tôi biết tại sao cô không có giận, có hiểu đâu giận. Thì là... À, cái nhìn bên ngoài thì gọi là tục đế. Ví dụ như mình nói đây là ly nước đó là tục đế, mà mình nói đây là H2O đó là chân đế. Bây giờ hiểu chứ? Bây giờ mình đi ra tiệm nước mà nó H2O nó không biết được nó bán không? Thế là đành phải là kêu ly nước. Thì buổi đầu mình tu mình đâu có mà mình tướng đại người mà phải nói bà xạo không có. Tu thù nhất là hành giả tu ba mớ mà nó là quán chiếu. Quán mền, quán mùn thì có là nó quán chiếu. Mà biết cái kỹ gì mà cái mơ nó giống mà nó quán chiếu, có quán cái gì đó. Học giáo lý dùm cho con nhờ cái rồi sống chánh niệm. Đối với tôi, tu học chỉ là cái đó thôi. Mà nếu anh tu thiền chỉ thì anh vẫn học giáo lý rồi anh tập trung tu thiền chỉ Samatha. Còn nếu tu thiền quán, vẫn học giáo lý rồi tu chánh niệm. Không có cái là không có việc thứ ba để làm. Học giáo lý và tu thiền chỉ, hoặc học giáo lý để là tu thiền quán. Mà tu thiền chỉ là gì? Là tập trung vào hơi thở, niệm gọi là xanh vàng đỏ trắng, xanh đỏ đất nước, đó là thiền chỉ. Còn thiền quán thì làm gì biết đi, chứ đừng có quán chiếu, không có biết gì đâu quán. Nhưng mà sẽ có một ngày trên cái nền tảng của chánh niệm ấy, tự nhiên nó bừng, nó thấy những điều mà trước đây ta chưa có thấy, còn chưa gì hết mà ta bày đặt quán chiếu. Thì cái ta thấy là cái ta lao vẫn muôn đời sống trong cái tưởng đến cứ đi, có hiểu không? Và tôi không phải là hành giả, không phải là thiền sư, nhưng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì tôi đang nói về Vipassana cho bà con trên toàn cầu đang coi. Từ những bài học mình ở đây được chiếu rộng rãi trên thế giới mà, và những chúng ta có rất nhiều chữ tâm tôn đức cũng có thôi. Thì tôi nói với bà con, nhắc lại là đừng có quán chiếu quán mùng gì hết, làm ơn học giáo lý căn bản dùm cho tôi rồi sau đó sống chánh niệm. Thì bà con cứ làm gì biết nấy, tự nhiên nó bật nó sáng ra. Ví dụ như tôi nói thế này, muốn biết mẹ thương mình cỡ nào, cứ học chơi giỏi lấy chồng sanh con, thì lúc đó tự nhiên cái biết mẹ cực với mình cỡ nào tự nhiên nó biết cả, hiểu không? Chứ còn ngồi mà tưởng tượng như chỗ ráo con nằm chỗ ra ướt, mẹ nằm chỗ ráo con lăn, rồi chín chữ cù lao
mang nặng ngã đau, còn tưởng tượng mình không có thương mẹ nổi, nhưng cứ học cho giỏi nha, học cho giỏi, biết chữ, biết đọc, biết viết, rồi biết cộng trường nhân viên, rồi biết lên học hết tiểu học, hết trung học cho tôi, xong bị lấy chồng rồi đẻ con, rồi lúc chăm con đó nó mới lòi là làm mẹ là nó cực như thế này nè. Chứ còn tự nhiên bây giờ cứ ngồi mà còn mặc áo trắng, còn thắt nơ tím, tóc dài ôm với cặp người cứ ngồi tình mẹ là sang ta là luôn luôn sai. Hiểu không? Hiểu không? Tứ thiệp sứ là cái gì? Con năn nỉ bố mẹ làm ơn học giáo lý giùm. Học giáo lý giùm rồi, sống cái niệm. Đừng làm thêm gì nữa hết. Nhưng mà phải học giáo lý. Còn không học giáo lý, không có biết bốn đế là gì, nội mới dạy căn bản thôi, thiện là gì, ác là gì, rồi nhân là gì, quả là gì, hạnh phúc là gì, đau khổ gì, mấy cái này không biết. Rồi tứ đế, mười hai duyên khởi không biết, bát chánh đạo kim thối ấm ma mớ. Thì cái thứ này mà đã dốt như cái con gì, mà cái tính nó cái con gì luôn, mà thôi nói như vậy, mà thôi nói cái con là được rồi. Rồi tới hồi thì mà tới hồi mà vô thiền mà quát, tôi thù hết rồi đó. Mà tôi còn thù vô này nữa nè, đến tay đi qua học thầy bà là bên thái để về đó là cái mặt người ta nói nó dốt đen thu vậy đó, mà thầy dạy là cái đang đi biết là sắc đi hay là danh đi, đi danh nặng này sắc đi danh đi rồi sắc ngồi hay danh ngồi, họ tưởng nó là hay, họ tưởng cái đó là rốt ráo, mà thật ra lúc đó họ vẫn tiếp tục, họ bị kẹt ở trong cái chế định, bị sắc bị danh, nó vẫn là conventional truth, nó vẫn là tục đế. Mà cứ tưởng là hiểu tôi nói không? Tưởng như là cao siêu. Rồi còn họ hiểu gì cái nào đó. Chánh niệm có nghĩa là làm gì biết đấy, không được sơ sẩy, thất thoát. Cho nên đó là phải làm chậm để niệm cho đủ, không sót sắc năng nào. Múc miếng cơm lên, múc tươi thì sợ nó rớt chánh niệm. Miếng cơm nó rớt không lo, mình lo rớt chánh niệm. Rồi đó, cái bị về su min, tôi thấy nó ăn mà tôi ghét luôn. Rồi nó đi, nó giống như nó mới xuất viện. Tôi thấy tôi quý, nhưng mà tôi thấy tôi cái kiểu đó, tôi ghét quá. Tôi kể hoài cái chuyện một cái bà mới hiểu lầm lời thầy. Thầy nói thế này, đang đi kinh hành mà thất niệm thì mình niệm lại từ đầu. Thì bà nghe như vậy đó, tới hôm bà đang đi, bà bị thất niệm, bà đi tụt lùi. Bà tụt lùi, bà lùi lại cái chỗ mà hồi nãy bà thất niệm á. Bắt đầu bà mới niệm. Thì nhiều hành giả đi chung với bà họ thấy lạ quá, mà họ nổ cuối cùng có cái hỏi cử trong cái bà mà dạng nhất là cái bà Vi Nga này. hỏi bồ cho tôi hỏi gì chứ bồ tu cái gì ngộ quá. Thì bà mới nói, bà nói bà nghiêm mặt, không có cười, không có cười với gì đâu, bà nghiêm lắm, cũng quên lời thầy rồi sao khi mà đi tu chánh niệm mà nó thất niệm là mình thất niệm từ đâu. Mình thất niệm ở đâu là mình phải lùi lại cái chỗ mà mình đã mình niệm theo từ đầu. Phải hiểu lại thầy như vậy. Mà bà cứ rồi tu thỉnh đi rồi phải lùi. Ai cũng đi kinh hành, một người kinh hành đó mà ta đi có gì lùi mà không ai dám đi sau lưng bà, vì bà có thất niệm lúc nào. Thất niệm mà bà thua đó là đúng. Ủa, phải hiểu lời thầy. Ủa, cái không học giáo lý, nó không học giáo lý, cho nên nó hiểu giáo lý là cái kiểu như vậy. Cho nên nó lại các vị đừng có quán chiếu quán mùng gì hết, cứ sống chánh niệm cho tôi nhờ. Cái quán từ đầu là sao, cái hiểu mà phải không? Tôi đang đi, tôi biết đang đi chánh niệm, bước trong chánh niệm nên nhớ cái này, cái chữ mà tôi thở ra. Tôi biết rằng tôi đang thở ra đó. Tôi nhớ, tôi giải thích cái này, ai còn nhớ cái này không? Tiếng Bali là một ngôn ngữ có chia, chia động từ. Cho nên khi Đức Phật Ngài nói là tỷ kheo đang thở ra, biết rõ rằng tôi đang thở ra, thì cái khi mà Ngài diễn tả như thế, Ngài chia cái động từ cho nó thành tôi thở. Thì các học giả, các dịch giả khi mà họ dịch, họ cũng phải dịch sát là tỷ kheo đang thở ra, biết rõ rằng tôi đang thở ra. Mà trong tiếng Bali ấy, cái tôi thở nó khác với anh thở, nó thở, các anh thở. Động từ nó chia. Ví dụ như chữ nó suy nghĩ là chinh tê tí, nhưng mà họ suy nghĩ là chinh tê tí, anh suy nghĩ là chinh tê xí, mà các anh suy nghĩ là chinh tê thá, tôi suy nghĩ là chinh tê mí, mà chúng tôi suy nghĩ là chinh tê mát.
có nghĩa là tí là tí, xí, thác, mí, mát. Còn tiếng Việt Nam mình, tôi ăn, anh ăn, chúng mình ăn, tụi bay ăn, bọn nó ăn, tất cả đều biết chữ ăn hết. Mà tiếng Bali thì không. Tiếng Bali thì nó ăn là phun cha tí, tụi nó ăn là phun chanh tí. Các anh, rồi anh ăn là phun cha xí, và tụi anh ăn là phun cha thác, tôi ăn là phun cha tí, chúng tôi ăn là phun cha nữa. Giống Latin. Nhiều lắm, Latin đi, nhiều thứ tiếng rồi nha. Thì họ phải chia cái đuôi. Chính vì vậy tiếng Bali nó vì nó chia vậy, cho nên khi mà Đức Phật diễn đạo thì kheo đang thở ra biết rõ rằng tôi đang thở ra thì chỗ bắt buộc phải chia chứ. Thì dịch giả họ dịch, họ thấy cái chỗ động từ nó đang lên ngôi thứ ba thứ nhất thì họ cũng vẫn có dịch là tôi thở. Nhưng mà thật ra đó là một cái hiểu lầm rất là lớn. Đó là vấn đề ngôn ngữ thôi, chứ còn mình đang đi, mình đi bằng cái sự cẩn trọng, chứ không phải là đi với cái tâm niệm rằng tôi đang đi. Đó, không bị được cái này không? Ví dụ tôi nói nè, hồi nãy bể cái ly đó nghe, đi tôi hốt gì đó hết, thì quý vị đi bằng cái sự cẩn trọng, thì cái cẩn trọng đó chính là niệm. Chứ không phải là đang đi, đi mà niệm rồi, tôi đang đi, cái đó là ba trận. Cái đó là ba trận. Những cái thằng ba trận nó mới vừa đi mà nó tôi đang đi, chứ nó đang ngồi à. Cho nên ở đây là đi, đi bằng cẩn trọng một cách khác. Thò tay vào một cái chỗ mà mình không biết có cái gì bất trắc hay không, hiểu không? Thì mình phải thò vào đó với tất cả sự cẩn trọng, đúng không ta? Thì đó là chánh niệm. Mình đưa cái bare foot, cái bằng chân trần của mình vào từ một cái đám cỏ mà mình không biết có cái gì ở đó, thì mình đưa bằng chân xuống với tất cả cái sự careful, thì mình gọi đó là chánh niệm, hiểu chưa? Mỗi người con gái mới về nhà chồng ăn uống nhai nuốt cũng làm gì cũng ý tứ, cái ý tứ nó được gọi là chánh niệm. Và Phật nói một người tử tù mà đội lên đầu một cái thau nước đầy, vua nói nhiễu ra một giọt sẽ bị chặt đầu, người tử tù đó phải tập trung làm sao cho dầu đừng đổ, đó gọi là niệm. Còn chứ không phải là tôi đang đi biết rằng nói nguyên danh tôi đang đi, rồi tôi đang thở ra, không phải. Mà chỉ cần mình thở ra với tất cả sự chú ý, thở vào với tất cả sự chú ý, nghe vậy không? Thì đó gọi là niệm. Đó là cái hiểu lầm rất là lớn mà nhận. Và cái niệm lại từ đầu nghĩa là sao? Mình đang đi mà mình nghĩ tầm bậy thì mình phát hiện ra ô phóng vật nha, rồi bắt đầu niệm tiếp. Mình coi như cái phần mà quên nó là bỏ, chứ không phải là mình retour đó, là cái đó là nó kỳ dữ lắm. Mà hiểu vậy đó, nhớ cái đó rất quan trọng. Hoặc là những chuyện nhỏ nhỏ mà mình cũng biết, khi bị đau đớn chỉ ghi nhận rằng khổ thọ đang có mặt hoặc cơn đau đang có mặt, nó khác với cái chuyện là mình đang bị đau. Khi mình thấy rằng mình đang bị đau có nghĩa rằng đó là cơn đau của mình, mà khi có hai cái mình mà nó gắn liền thì cơn đau sẽ bị duplicate là cái gì ta? Mà chỉ cần ghi nhận cơn đau đang có mặt thì tình hình có khác. Vì sao? Vì lúc đó mình với nó không mắc mớ gì nhau hết. Còn cái nghĩa là tôi đang bị đau là mình rước cái đau vô nhà mình. Hiểu không? Hiểu. Nó khác nhau nhiều lắm. Thì cái lắc léo chúng ta sẽ phỏng giáo lý là bởi vì mình tránh mấy cái đó đó. Mình tránh mấy cái hiểu lầm đó, nó quan trọng lắm. Chỉ nhớ một chuyện nữa. Tất cả những gì quý vị có được, được hay là bị nha, tất cả những gì quý vị được hay là bị trong cái thời gian tu tập tuệ quán, tất cả những cái đó chỉ là thứ để mình nhìn, rồi nó đến đi là chuyện của nó. Chứ ở đây không có hề có sự đánh giá và sử dụng label dán nhãn, không. Ví dụ như lúc này mình chánh niệm tốt hơn qua nhiều lắm, đó là label, hiểu không? Sao lúc này sao tôi ngồi dở mà tôi xuống cấp, đó là label. Tinh tấn nó đến thì không được, cứ nhắm mắt cứ niệm mà thôi, cứ ghi nhận mình như thế nào biết rõ như vậy, đừng có đánh giá cái cha nó lúc này nó lên xuống gì kệ nó. Rồi tự nhiên thấy nó xuống nó bắt đầu cái tâm nó buồn bậy, mà thấy nó lên cái tâm nó kêu ngạo bậy, cái nào cũng bậy hết, cứ nhìn nó thôi. Cho nên tôi nói chưa biết đạo thì trốn khổ tìm vui, biết đạo rồi thì làm lành lắm dữ, tới lúc hành đạo thì cái giống gì cũng chỉ để nhìn thôi. Có hiểu ba cái này, bốn ba cái này không?
mà cái phần tử mà cái giai đoạn mà trốn khổ tìm vui nó là gì thì là mình có nói, nhưng mà giai đoạn mà làm lành lính dữ là nó đi dưới đất, một cái mặt nó hết lên trời rồi. Nhưng bốn phía nhiều là thấy ghét lắm, mà học giáo lý nhiều mà thấy ghét lắm. Cho nên vô chùa thấy mặt phần tử nào nó cả hát là biết liền, một là tên là chắc giỏi giáo lý nè, nè chắc đại gia là bước nhiều nè, ba là ngồi thiền giỏi nè, bốn là chắc giữ bác quan thường nè. Tôi hứa luôn, bảo đảm mét xô luôn, gan đi. Là cứ vô chùa thấy các em là mặt thấy ghét là em nói công đức tùng tùng đó. Dạ, các em là nó khiêm tốn, làm chưa có kỹ mắt gì hết. Trong khi đó phải ngược lại mới đúng. Trong khi đó phải ngược lại mới đúng. Cái thứ mà nó tu dữ dằn á là cái mặt nó rất là đơ, nó rất là khờ, nó rất là bư, nó hiền lắm. Còn cái thứ tào lao thì mình nhìn thấy, còn đằng này cái thờ mặt khác thì nó ngược lại. Là cái tên nào mà thấy ghét là đạo hạnh tràn đầy, mà nó có ba mớ là mặt nó thấy ghét lắm. Thật ra chúng ta có bố thí trì giới hành thiền bao nhiêu đi nữa thì tất cả công đức chỉ là thuốc chữa bệnh, các vị có biết không? Không có đứa nào nó ba trợn đến mức mà nó khoe với người ta mỗi ngày nó uống 300 đô la tiền thuốc hiểu không? Mà đứa nào mà nó đi khoe là nó một ngày, chị biết không, em bị ung thư nè, em một ngày em uống 300 tiền thuốc đó, thì cái đứa nó vừa là bị ung thư mà vừa bị phong nữa. Nhớ cái bà đó đi bác sĩ mà nói trời ơi, sao mà bác sĩ biết lúc này em ăn rồi mà em sẽ bị đánh lắm hoài mà được con gái không có thúi. Bác sĩ nói vậy là bà bị cả cái tai mũi họng luôn đó. Hồi nãy giờ tôi muốn chết luôn mà bà không có biết. Bà cứ thụt là cứ làm điều mà bác sĩ thì ổng lịch sự, ổng không có dám mà nhẹ mỏng chì hoài. Bà cứ làm điều bà tự hào, bà nói đánh rắm hoài được cái không có cái mùi. Cái hiểu không? Bác sĩ mới nói là bà là không phải một chứng đâu, bên đường ruột của bà có vấn đề rồi, mà bên cái tay mũi họng nữa là cái cửa tùm lum cho mọi một thứ đâu. Mà con muốn nghĩ một chút rồi đó, học thế không? À, có ôn lại, biết ở đời này có ba kiểu biết, đó là cái biết của thức và cái biết của sáu giác quan. Đi rồi cho ôn mà thôi. Cái biết thứ hai là cái biết của tưởng, là cái biết thông qua kinh nghiệm, hồi ức, kiến thức. Cái biết thứ ba là cái biết của trí, có nghĩa là cái khả năng phân biệt tốt xấu, nên hay không nên. Nghe dễ không? Cái biết của thức là cái biết của sáu giác quan, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Cái biết thứ hai là cái biết của hồi ức, cái biết không có gọi là sáng tạo, cái biết theo lối mòn, rồi cái biết của tưởng. Rồi cái biết thứ ba là cái biết của trí, tức là biết suy lý. Thì hỏi thị bà con, bà con tự nghĩ trong đời, bà con trong đời sống thường nhật, bà con xài ba cái, bà con xài nào nhiều nhất? Tưởng nhiều, tưởng nhiều. Không, thức nữa chứ, thức nữa. Thức tức là nghe, biết cái... Dạ, tức là xài hai cái đầu á, xài hai cái đầu, còn cái biết bằng trí mà con ít xài lắm. Bây giờ hiểu chưa? Rồi, thì trong ba cái biết đó, tôi mới nói riêng về cái biết bằng tưởng. Tưởng, cái biết bằng tưởng có ba, nhớ không? Dạ. Đúng là mình không có tâm bản, tự nhiên nói thì nói. Bây giờ thứ hết là cái biết có ba, cái biết bằng thức, bằng tưởng, bằng trí. Thì cái phần mà biết bằng thức, bằng tưởng nó lại có, biết bằng thức nó có sáu. Dạ. Dạ, dạ. Cái biết bằng thức nó có sáu, tức là biết qua sáu giác quan. Dạ. Dạ. Rồi, rồi thứ hai là biết bằng tưởng có ba. Dục, thiền, quán. Xem chưa? Rồi cái biết bằng bằng trí là cũng có ba. Văn tư tu, nghe hiểu không? Mà trong cái văn đó là nó lại là tưởng đó, nó khổ như vậy, biết qua văn đó, nó lại là tưởng, nhưng mà vẫn phải kể chứ bây giờ biết sao giờ? Trời, bây giờ có nghe kể không? Biết, bây giờ học viên đích đi. Cái biết gồm có ba là biết cho thích, gồm có sáu, đó là qua sáu giác quan, mắt tai mũi. Thứ hai là biết bằng tưởng, gồm có ba là biết bằng dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Rồi cái biết thứ ba là cái biết bằng trí, gồm ba thứ, đó là văn tư tu. Đúng là bài học của chiều nay bao nhiêu đó là đã lắm rồi đó.
Rồi chiều nay tôi chỉnh một vài, chỉnh đốt một vài cái hiểu sai của bà con, ví dụ thiền đó. Ví dụ như ví dụ thiền hơi thở đó, rất nhiều người cho đến bây giờ tự xưng ngồi thiền mà họ không hiểu cái chuyện rất là căn bản, đó là theo dõi hơi thở chứ không có điều khiển hơi thở. Có biết đó không? Nhiều người bị bệnh rất là nặng là họ điều khiển chứ không phải họ theo dõi. Đằng này họ cứ để nguyên tắc, họ phải để cho nó ra tự nhiên. Nó ra hết thì tự động nó có nhu cầu đi vào. Mà khi nó vào đầy thì tự động nó có nhu cầu nó đi ra. Mà tại sao mình không được điều khiển? Là vì anh phải để tự nhiên như vậy để anh thấy rằng cái hơi thở đó nó không phải là của anh mà nó là của cơ thể. Hiểu không? Nó là nhu cầu của cơ thể chứ không phải là nhu cầu của anh. Có nghĩa là anh muốn hay không thì hơi thở nó vẫn có. Bằng chứng là lúc anh ngủ anh có thở không? Thấy chưa? Như vậy có nghĩa rằng hơi thở nó không phải là của anh mà nó là cái tấm thân này nè. Còn anh thích thì nó có thân đừng của tôi chứ thật ra thân anh biết mà nó khùng nó bị ung thư. Nếu mà của anh thì nó đâu có dụng khùng khùng bất tử vậy. Thấy chưa? Cho nên nếu mà cái thân này nó phải là của anh thì cái hơi thở nó cũng phải là của anh. Mà của tụi nó nha, mắc quá mình hết mình chỉ ăn được có trách nhiệm thì mình nhìn tụi nó thôi. Thì nó vào đây thì tự động nó sẽ đi ra. Và nếu mình có chánh niệm sẽ thấy có một giai đoạn giữa, đó là nó vào đầy, nó ngưng lại, nó không, nó sẽ chờ một chút. Tức là xâm, trụ và thấy chưa, trụ là nó đứng, nghe kịp chưa? Thì bây giờ kêu là vào rồi chuẩn bị ra, biết rõ. Và nên nhớ chỉ theo dõi, không điều khiển. Cái chuyện này rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Cho nên thứ nhất, mình phải như vậy, mình thấy đó là vô ngã, nó phải là của tôi. Thứ hai là khi mà mình theo dõi như vậy đó mà mình không điều khiển, mình không có mệt. Mình không có mệt. Chứ là thiền xong mà nó mệt quá, tôi nhớ có hai thằng khùng nó trốn bệnh viện thôi, nhớ không? Trốn nó lượm cái chiếc xe đạp nó chạy điện thẳng nó không công, đứa thì ngồi phía sau, đứa ngồi trước. Thì nó chạy ngồi lên chỗ cầu, thằng mà đạp nó mệt quá rồi đó. Nó nổi viên quá. Tao đạp tao mệt quá, mày sướng là kia nó, của mày tưởng tao sướng hả? Mày đạp tao bước thắng cũng mệt vậy. Có nghĩa là lẽ ra đó là nó chạy không thả là nó đã đi xa rồi. Nhưng mà cái thằng nọ nó nghĩ bụng cái thằng nọ có công đạo, cái chân cái đạo được cái tay nó làm gì thì nó có thắng thôi. Thì cái đó. Thì ở đây cũng vậy. Nếu mà theo dõi hơi thở mà theo cho đúng á. Không? Thì tu là khỏe, tu là tâm thản, còn đằng này tu mà cứ nó bài chuyện ra cho nó rối, nó lên mệt. Dạ, tôi thấy nhiều người họ càng tu họ càng mệt. Mà ta sẽ mệt thì kiếm chuyện, kiếm thêm chuyện để làm. Trong khi Phật dạy quá, em mán và kêu nó làm sao để yên như vậy đi con dòm nó thôi. Con cứ nhìn dùm nước nó trôi. Cái nào rác thì con biết là rác, cái nào hoa biết nó là hoa thì khỏe quá rồi. Còn đứng ở trên sắp xếp nó lấy cây phiền phiền qua trôi phía này, rác trôi phía kia. Cái đó là ba trợ nó mới làm. Mà nó tính cùng mới nhớ. Có hai cha con, nó ông cha bố chở thằng con đi học. Mà cái mỗi lần đi nghe, ông nghe trong đó có tiếng 99. Mà cả mấy tháng trời, bố tức không biết tại sao mà cái thằng cùng nó đến 99. Bữa đó để con đứng nói, cái ông mới leo, ông dựng xe đạp, ông leo lên coi tại sao nó đến 99. Ông mới vừa gõ cái bo nó đến tầm. Thì ra là đã có mấy người bị gạt rồi. Mà coi như là nó đang chờ cái tên 100. Mà tao đang ăn rồi nó đứng, cái người đem 99, ông tức mà đến mấy tháng trời, ông tức quá chứ. Cái thằng mà tại sao nó mê cái con số nó quá. Thì ông mới dựng xe đạp, ông mới leo lên, thằng nó gõ cái bo xong rồi nó nói 100. Đúng là ông mới hiểu à, thì ra là nó lại dính thôi. Còn như có anh Vàng, anh tới quán bar. Nãy trước quán bà nó có một cái dụng nước, có thằng cha nó râu sòm sàm, cơ bắp đang ngồi câu cá, rồi cái dụng nước mà cái mặt nghiêm tập lắm rồi. Kéo lên sửa, ngồi thả hướng rồi rê. Ảnh ngạc nhiên mà cái dụng nước nó trong vắt cà, thì có cái khỉ gì mà câu mà ảnh hỏi thì ảnh ngại mà có mặt trái ngầu, có cái thẹo đây nè. Mà râu mà cái càng mà nó giọng một cái là dính vô tường luôn á. Ảnh ngại quá, tức nó không có gì ra. Cuối cùng anh chú anh mua nguyên một cái cốc bia bự ra anh mời trời là đủ miếng đầy. Cảm ơn uống trà uống. Cái hỏi nó thiệt không nha, con cái gì vậy, con cái đó ai đâu, con bia. Rồi sáng giờ ông là con thứ tám rồi, sáng giờ ông là con thứ tám rồi, anh chẳng có tiền
mà giả khoái nhậu mà tiền cái đâu cứ lấy thằng câu ra rồi câu mà chả biết cái thước giả làm ai dám hỏi ra, cho nên là cứ thấy tò mò là cứ cho giả ăn cốc là hỏi câu gì nên nói cô đi mình cho nên biết liền chắc đã câu rồi. Ok, như vậy cái biết nó gồm có ba, đó là biết bằng thân có sáu, biết bằng tưởng có ba và biết bằng trí có ba, đúng chưa? Thì cái biết bằng tưởng nó có ba là mình đã học rồi, biết bằng dục tưởng. Hồi nãy tôi hỏi bằng trong ba cái biết đó ta sống nhiều bằng cái biết nào? Là thích, biết bằng thích và biết bằng tưởng. Rồi trong ba cái tưởng ta biết nhiều bằng tưởng nào? Bởi vì nó thiền tưởng nó chết đi. Bằng nhục tưởng. Mà khi học vậy mình có thấy mình nhục đúng không? Nếu mình lựa gì thấp là mình xài không à? Có thấy không? Có học mình mới thấy mình có tào lao cỡ nào. Còn mình nắm học đó mình làm được gì đỉnh lắm ngay. Mình có học biết mình thứ ta mất. Bởi vì tụi Tiên Phương có câu hay lắm. Người không đọc sách là người đáng sợ, nhưng kẻ đọc một cuốn đáng sợ hơn. Thì thà nó dốt nó biết kỹ gì hết á. Nó có mặc cảm, còn thứ nó đọc ba mớ, nó thấy nó hay mấy người. Cho nên khi học giáo lý rồi mình mới thấy kinh dị. Kinh dị ở chỗ là mình đã sống trong một thế giới nó thấp kém, nó rẻ tiền như thế nào. Rồi mình tu thiền á, là mình tu sống chánh niệm, là mình nên nhớ mình tu không phải để mình nâng mình lên, mà mình để không còn thấp nữa. Có cái hai cái này khác hay giống? Tu để chứng thánh và tu để không còn phàm, hai cái này khác hay giống? Khác. Hiểu hả? Không thấy có nhiều người không hiểu. Tu để chứng thánh là tu để mong được cái này cái kia. Còn tu để không còn phàm là để bỏ cái con người thấy ghê của mình. Đấy, khác nhau. Đừng không, mình không có cần là có bạn nó thắng, còn tôi biết thắng cái gì, tới hồi tôi lại gần tôi định tôi nghe mấy đứa bán nguyện khi nào hết vô minh thì thành đạo. Mình không có cần nguyện như vậy, khi nó hết vô minh tự nhiên nó thành đạo thôi, chứ đâu có cần thắng. Con nguyện lăn lại bằng từ bi nguyện cho con, là được khi nào con hết vô minh thì con phải thành đạo, không có cần như vậy. Tu mà với cái lòng cầu chứng thánh rất là nguy hiểm, là bởi vì sao? Vì thánh mình đâu có biết mặt mũi ra sao, cho nên mình thấy cái gì lạ lạ mình tưởng là thánh. Yeah, cho nên bây giờ ở Việt Nam bây giờ nó mới có cái cầu luôn, là nhiều người cho mình đắc nhị quả cao quả, nó đông như quân nguyên ở trong nước nhiều lắm. Yeah, về quận ngay nó có cái trung tâm nguyên thủy đó, là họ hứa luôn là có certificate luôn, sơ thì nhị thiền thiền sư đóng bằng ký tên. Tôi nghe được ngang về lạ mới. Đó, có luôn, có ghi chứng nhận là tầng mấy tầng mấy. Mà vui nhất là tầng thứ tư mà ra ngoài cho nó chữ lộn hay hơn tầng thứ nhất mà. Nó có huệ đó, cái huệ nó nhiều, nó chửi sắc hơn, nó chửi coi như bài bản hơn. Mà cái tầng, một cái tên mà tiên thì bà con phi tưởng nó chửi, mà nó không biết rằng nó chửi, có nghĩa là phi tưởng, phi tưởng chửi, chửi ấy là chửi này. Cho nên là năm nhớ tôi lại với bố, đừng có nghĩ rằng là tu để chứng thánh rất là nguy hiểm, là vì mình không biết thánh mặt mũi ra làm sao, mà căn bản là mình quá rầm cái phàm của mình, hiểu không? Nên tu để không còn là phàm thì nó chắc an hơn rất nhiều, vì phàm nó ra làm sao anh biết đâu. Đó là không biết luôn. Mình hiểu không? Tu để không còn là phàm nó chắc an hơn, cho nên tôi nói tu có hai cách. Tu của người đựng ve chai và người đổ rác. Cái tâm của tu kiểu đổ rác nó an toàn là bởi vì thấy rác là lụm. Còn mà tu kiểu lụm ve chai đó là lụm những cái lụm nhầm đoạn đoạn nữa. Hiểu không? Lụm nhầm mấy cái bệnh mà mềm mềm bấm bấm là kẹt lắm. Tiếp được gì không? Tâm mi sắp biết. 2 giờ sáng, 2 giờ sáng. 2 giờ sáng biết. Ở sao nó luôn cái mềm mềm bấm bấm sợ quá mà. Không biết hả? Thương gì thương chứ còn mà nói ví dụ tôi ớn quá. Bây giờ nếu mình phải thương cha mẹ ha, cha mẹ là cỡ nào cũng
Cho nên tu có hai cách, một là tu kiểu đổ rác và hai là tu kiểu đựng đem chai. Thì mình thấy tu kiểu đổ rác thì nó chắc an hơn, nó an toàn hơn. Tức là thấy cái gì bậy bỏ, cái gì bậy bỏ. Và nên nhớ cứu cánh của đạo Phật là bỏ được cái gì chứ không phải là có được cái gì. Khi anh bỏ hết thì tự nhiên cái có của anh nó sẽ nhiều vô cùng. Lúc anh không cần bận tâm cái gì anh sẽ được cái gì. Mà tôi chỉ xin anh bỏ càng nhiều thì... Còn nhớ ngày hôm qua tôi nói không, đây là một cái công thức bằng vàng mà bà con phải ghi nhớ. Một khi có một thứ được thêm vào thì sẽ có vô số thứ bị lấy ra. Hiểu không? Nhớ đó không? Nhớ. Khi có một cái thiện được thêm vào thì có vô số cái ác được lấy ra. Khi có một cái ác được thêm vào thì có vô số cái thiện bị lấy ra. Mà các vị không tin gì đó, ngày qua tôi nhớ tôi chứng minh cái trạch núi xấu. Mình tưởng cái tội nó tội nhẹ nhưng mà không. Cái quả của nói xấu nó làm cho mình tan quan cuộc đời, mình không biết. Có những người đẻ ra là thị phi, gần như trùng trùng. Rồi tới những cái tội bổn xẻng đời sinh ra, đó là nghèo, nó sinh ra là cơ hội làm bậy. Nghe hiểu không? Mà càng làm bậy nó càng nghèo. Nói chung là bất thiện mà nó đẻ ra bất thiện. Bất thiện nó đẻ ra bất thiện, mà cái thiện nó là điều kiện tốt cho cái thiện. Khi mình sinh ra mình giàu, mình đẹp, mình giỏi, mình khôn ngoan, mình có uy tín thì mình mới có điều kiện để mình tiếp xúc với nhiều thành phần cao cấp trong xã hội. Còn sinh ra mình đói, nghèo, bệnh, tật thì cái cơ hội mà để mình tiếp xúc với thiên hạ, nhân sĩ, muôn phương rất là hạn chế, mình đồng ý đó không? Cứ quần quật mà cái học, vì không có nói gì hết, nó lợi một cái chuyện mà có cái điều kiện tới đại học giáo lý không phải dễ, nếu mình nghèo. Mình cứ biết làm hai chớp, ba chớp đó. Tôi không biết cái điều kiện của biển tới đâu, nhưng mà tôi nhìn ở đây tôi có thể phân làm ba hạng. Một, thu rồi, quở tôi đi đâu, tới đây. Hai, là cái giờ này là cái giờ không có nhầm cái giờ chót. Ba, là có thể là vì cái lòng hiếu học, lâu lâu ổng về tranh thủ tới nghe, không bổ về nghe, không bổ về dọc. Và tôi cũng phải nói rõ là cái giáo lý mình phải học như thế nào đó, phải học như thế nào đó. Mà nó đủ để thay đổi con người của mình. Cho nên có bốn lý do mà chúng ta không nên tự đắc, tự kiêu, tự mãn với kiến thức của mình. Cô nhớ bốn cái đó không? Cô thiết giữ chị. Một là có vô số người hơn mình. Thứ hai, phải cái này giải thích tại sao. Cái biết của tu đầu quần, ông tu đầu quần này với tu đầu quần nghe cái biết về bốn đế giống nhau. Nhưng mà cái biết của phàm của người bốn đế không hôm nào giống hôm nào hết. Hiểu không? Đó. Bởi vì cái biết của thánh nhân nó có chuẩn mực, nó có cái standard, còn cái biết của phàm phu nó không có standard. Hai vị thủ lòng tâm đại hết, nhưng mà tôi bảo đảm cái hiểu của hai vị là nó cũng không thể nào giống nhau hết. Vì sao? Vì cái nền tảng tâm thức, nền tảng tri kiến, tâm tư, tình cảm, kiến thức, môi trường, giáo dục, học đường, mỗi bối cảnh sinh dưỡng của hai cha khác nhau. Cho nên khi viết sách thì hai cha có thể na ná nhau, nhưng mà trong thâm tâm của hai cha phải khác nhau. Đây là lý do vì đâu bên bên điện có quá nhiều thiền sư nha. Cho nên cái thứ nhất là phàm phu phải nhớ rằng có nhiều, có tới 1 tỷ người hơn mình. Cái thứ hai, cái biết đó không đủ để thay đổi con người mình một cách toàn thiện. Bởi vì nếu mà cái biết đó đủ để thay đổi con người mình thì nên mình đâu có còn như thế này. Những cái lý do thứ nhất không nên kiêu ngạo đó là có tới hàng cách tỷ người mình. Thứ hai là cái biết nó chưa đủ để thay đổi người mình. Thứ ba là mình không thể mang cái biết đó đi qua chỗ khác. Có hiểu không? Bây giờ mình tắt thở mình làm con trùng con dế là coi như ba cái vụ người bà dở thì là coi như xong. Mình học đây là nên nhớ mình chỉ gieo duyên thôi. Đời sau kiếp khác sanh ra có điều kiện học trở lại thì học nhanh hơn người khác, chỉ vậy thôi. Chứ không thể nào bùng cái mình nhớ lại hết là không có. Nhớ nha. Cho nên mình thứ nhất là cái biết này có nhiều người hơn mình. Thứ hai đó là cái biết này không đủ để thay đổi mình. Cái thứ ba là mình không thể mang cái này qua cái chỗ khác, phải không? Và cái thứ tư là cái biết này hoàn toàn có thể bị trở là mất đi trong một sớm một chiều. Ví dụ như bị một cái tai nạn nào đó bầm xong, hiểu không? Đó nó rất là chứ tôi đồng bộ không có
tu đầu quần không thể nào bị mất trí, không thể tu đầu quần không thể nào bị say rượu, tu đầu quần không thể nào vì một lý do sinh lý hay tâm lý mà thay đổi nhận thức. Cái này tôi phải khẳng định 1000% nha. Tôi nhắc lại, tu đầu quần người đắc sơ quả tầng thấp thấp nhất tuyệt đối không thể vì một lý do nào mà thay đổi cái nhận thức của mình về tứ diệu đế, về bát chánh đạo, về tam bảo. Nhưng phàm phu thì có tới 1001 cái lý do để mà thay đổi nhận thức. Chỉ cần nó té, nó gõ quay một cái, nó chết, bọn nó không chết, một tiếng hồi nó cười rồi là xong. Hôm nay nước mặn nhìn trời, nghe ta vô biển nghe đời buồn vui. Học xong rồi nó bị té, nó cười cười. Có nhiều người đang không làm những tự nhiên cái uống lộn thuốc không. Có, tôi nói hy vọng người đó chụp gì đó không có dịp nghe nữa. Mình Nalas á, uống lộn thuốc khùng mấy năm, rồi sau đó tự nhiên nó hết rồi. Uống người nó bị sốc á, thì ra bác sĩ có thể chữa không được, mà tự nhiên nó biết do. Tôi thì có người nói do nghe kinh, nhưng mà tôi hỏi nó khùng, nó nghe cái gì nói mà nghe, rồi đó là do cái nghiệp nó hết. Nó trả đúng 3 năm cái nó tỉnh nó lại. Thì nói chung là cái phàm phu mình nó có tới 1001 lý do để mình nó thay đổi nhận thức. Rồi chưa kể nó có cái vụ này nữa, phàm phu là tình cảm nó có thể làm mình thay đổi nhận thức. Kiến thức có thể làm mình thay đổi nhận thức, tôi biết không? Tình cảm có thể là tôi thương cái cô nào đó quá, tự nhiên cô cổ cứ rỉ tai riết tôi thay cổ luôn. Từ thương cổ tôi chấp nhận cái tín ngưỡng của cổ. Có không ta? Có à. Vì mình thương cổ quá mà cũng cứ rỉ tai. Tôi nói cho này nghe, kinh Phật đó, con cũng nghiên cứu kỹ lắm, con quý nói chung là vĩ nhân trên thế giới trong lòng con là giữ mặt cho con đồng ý với thầy lắm. Nhưng mà thầy nghĩ kỹ ra coi, Phật cũng là của Chúa tạo ra, thôi Chúa với chùa cũng như bụng mối đi. Mình thương đủ quá mà thấy hay, hay. Hồi đầu là mình nhớ không, hồi đầu là tâm thức đối kháng, sau đó là miễn cưỡi, ba đó là quả hiệu, rồi cuối cùng là đầu thuận. Nhớ bốn cái đó, bốn cái step rất là quan trọng. Và nhiều lần xích bỏ Chúa, một thuốc bỏ dù thầy Chúa là vì thương nhầm danh Chúa đó. Cho nên nhà thơ ghé bước nhà thờ mà ngó lên tượng Chúa làm thơ nhớ chùa là nó rất là dễ, mình thương ngay rồi. Tôi có biết một vị thầy bên Tây, nói pháp mà không diễn chứng thì bà con nghĩ chuyện phong thần, mình nói diễn chứng thì cũng hơi nhạy cảm. Có một vị sư Nam Tông bên Tây rất là cực đoan. Vị đó nói về chay mặn, nói về tịnh độ, nói về Di Đà, nói về Quan Âm, nói về Địa Tạng, Thế Chí, Bổn Hiền, vị đó phan coi như là không thương tiếc. Nhưng mà về sau lại có một cô đệ tử cũng đi chành hẻ, một lúc hai đạo luôn. Mà không biết cũng thuyết phục thế nào mà vị này cuối cùng cũng chành hẻ theo. Vị này tin rằng một đời giống như ai, vị này định nghĩa về Quan Âm theo hướng Nam Tông, mà đó là một vị Bồ Tát thì nó cũng sẽ thành Phật. Tức là vị này chính chính thì sao mà để cho mấy cái bên kia là vô bên Nam Tông hết được hết. Tức là không có chống nữa, nhưng mà không có tin theo cái kiểu của người mặt bất truyền, nhưng mà tin cái bất truyền theo cái hướng của Nam truyền, hiểu không? Dạ hiểu. Tức là hồi đầu mình chống ông hàng xóm, thì cuối cùng là mình thương con gái hàng xóm, cho nên mình làm sao mình kêu ông lên, ông nhạc là xong rồi. Là mình có thể uống mà ăn chung bàn, hiểu không? Mặc dù mình đối với ông cũng còn hơi, có gì nó hơi lận cận, nó lấn cấn, nhưng mà bây giờ mình đã là rẻ rồi, khiếp như vậy. Cho nên trong dòng luân hồi, trong kinh nói dòng luân hồi nó có những cái đáng sợ, đó là cơ hội gặp minh sư thiện hữu rất hiếm, cơ hội gặp tà sư ngoại đạo rất dễ, cơ hội sống thiện rất hiếm, cơ hội sống ác rất dễ. Vì sao? Là vì cái sức hút tự nhiên, cái gravity của cái gravity của phiền não nó mạnh lắm. Cho nên bởi vì cái sức hút của dòng luân hồi mình nó đi nhiều kiếp, nó quay, nó tạo ra cái quán tính, cái quán tính nó tạo ra cái từ trường, cái sức hút mạnh lắm, nó quay mà, thì nó hút nhiều đời, nó quay nhiều đời, nó tạo ra một sức hút biểu ly tâm ấy. Thì là tất cả đều rút vào trong cái tâm của phiền não hết. Thì một vị Phật là một vị Bồ Tát này, là cái người ngày một ngày đẹp trời viên thấy ra là ủa sao mình ai cũng bị rút vô tâm vậy ta, vậy nên mới tìm cách nhảy ra, hiểu không? Nhảy ra để thành Phật.
và mới dòm lại trong cái đám mà đang bị quen, thì có đứa nào nó đang nhìn ra ngoài, nó muốn ra thì mới thò tay kéo nó ra, hiểu không ta? Còn không thì cứ tiếp tục cứ quay theo cái lực nó rút vô tâm như ông á. Thì lâu lâu có một người gọi là trong kinh gọi là sắc tá xá, có nghĩa là tinh hoa của chúng sinh. Thế kỳ quá, người ta sao kỳ, sao tất cả cứ đi theo lối mòn, và ta vẫn nhảy ra khỏi cái cuộc chơi đó. Biết chơi nhảy dây không? Muốn vô mà đúng lúc, mà muốn ra mà đúng lúc. Thì cái vị Bồ Tát là cái người nhảy dây, nhảy ra, không muốn có mặt trong cuộc chơi đến nữa, kiếm cái chỗ để mà nhảy ra. Cái vị Pháp Quán Thời Gian không biết cỡ dây, biết manh đũa. Cái hiểu không? Có nghĩa là Ngài không tiếp tục trong cuộc chơi đó nữa. Thế là Ngài nhảy ra. Còn sau là mình cứ mãi hoài bị cuốn hút. Các vị biết, các vị khiếp lắm. Có một chuyện mà nếu 30 năm về trước tôi nghe là tôi đã khác đi nhiều lắm. Tôi chỉ cần đêm nay các vị về suy nghĩ lại, thích là gì, ghét là gì, các vị sẽ thay đổi con người nhiều lắm. Do tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý và do môi trường sống mà hôm nay cái thích của người này không giống người kia, như vậy không? Và khi không hiểu được cái này, mình tưởng cái mình thích là cái gì đó rất là ghê gớm, hiểu không? Cho nên mình không có cái gan lìa bỏ cái thế giới mà mình đang cắm đầu, đang gục mặt ở trong đó, có hiểu không? Nói nó hơi nặng, mình là những con heo mà đang gục mặt ở trong cái thùng cám mà mình lại tưởng đó là cái thế giới vàng son. Phật dạy rằng phàm phu thỏa mãn với những gì mình đang có, nó giống như con dồi ở trong đống phân, nó thấy rằng đống phân của nó to hơn đống phân của con kia. Bậc thánh đấy là cái người, là con người đứng nhìn theo cái đống phân đó. Bài kinh nó nói rất nặng nhưng mà rất đúng. Cái đó là kẻ phàm phu tự hào, tự đắc, tự mãn, tự kiêu, tự tôn, tự đại với những gì mình có, mà họ không hề biết rằng là cái đó là niềm tự kiêu của một con dồi. Nó so sánh cái đống phân của nó với cái đống phân của con kế bên. Bởi vì nếu trong một cái nhìn rốt ráo triệt để nhất thì mọi hiện hữu nó không có gì lý do để nó tiếp tục. Biết nói nghe hiểu, còn hôm qua tôi đã nói cạn lời mà bà con cứ mặt cứ đơ ra. Đó là chúng ta không có lý do gì để tiếp tục tồn tại. Chúng ta có sống trong một điều kiện đẹp nhất, thơ mộng nhất, lãng mạn nhất, trữ tình nhất rồi thì sao? Nó cứ quay hoài, cứ hai đứa cặp tay nhau, tiên đồng ngọn nữ bay hoài trong vũ trụ, ghé ngang những hành tinh tràn đầy ánh sáng xanh vàng đỏ tím. Ở đó nhạc trời réo rắt thơm ngát, nhà mát lạnh, kim cương đầy cả bụng cả vóc. Ngày xưa dưới mặt đất kim cương quý, chàng người xuống trao cho nàng chiếc nhẫn. Mary Nhi, bây giờ ôm nghi một bụng đưa cho nàng là hết vô mặt. Bây giờ nó nói nhiều dữ lắm, hiểu không? Có nghĩa là bao nhiêu giá trị trên mặt đất ở một cái cảnh giới nào đó nó không còn nữa, hiểu không? Mà chính vì mình không biết cái đó, mình cứ tưởng là những gì mình có là số một. Và khi mình có nhiều quá, mình tưởng mình là cái rúng của vũ trụ, hiểu không? Mà nếu mình hiểu ra, cái thích của mình chỉ là cái thích của con sâu, nó con gì con chim nó thích ăn sâu, thì thấy con sâu là gia tài, là số một, hiểu không? Mà ở đâu đây bà con ai sợ sâu không? Mà đồng khi các vị biết sâu là mâm cao cổ đầy của rất nhiều con thú, tôi biết không? Tôi biết, theo tôi biết là nhiều người nhà quê là họ thích dùng con sùng, con sâu để họ câu cá. Dạ, nó rất thích bị con cá, nó thích cái gì mà le ngoe mà tâm nó thích lắm. Mà tôi nghe nói với mình, chỉ cần cái gì đang ngồi tôi thấy một con sâu vô người cũng như thế, cảm giác nó đã cỡ nào. Mà tôi nghe nói là món ăn khoái khẩu của nhiều chúng sinh. Dạ, hiểu chưa? Hiểu được cái đó mới thấy ghê gớm. Và tôi nói cái này cho các vị rùng mình. Hôm nay trước mặt tôi có bao nhiêu tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, nhưng mà đâu có ai ngờ được rằng cái chủng tử ăn thịt sống, uống máu tươi và ăn phân người đang hiện hữu đầy đủ trong người của từng người ở đây, có hiểu tính không? Hiểu chứ chủng tử? Dạ, hiểu. Có nghĩa là ở đây có nhiều người không ăn được sushi, có nhiều người không ăn được thịt tái, có nhiều người không ăn được tiết canh, đúng không? Vì các vị đâu có ngờ rằng cái khả năng uống máu tươi và ăn thịt sống trong người của vị nó đang còn, chỉ cần các vị tắt thở, các vị sanh về làm
về trong phim vô bụng một con beo, một con sư tử, thì cái khả năng ăn thịt sống nó cuồn cuộn sống vậy, hiểu không? Mình đó chỉ cần mình đi ngang một đứa bé mà chưa được thay tả, mình đã nghe mùi khó chịu, mà mình đâu ngờ có kiếp mình gục mặt cho nó đóng phân mình ăn, hiểu không? Mà cái kiếp đó không có xa, maybe là tomorrow. Học đạo để là thanh vui tan men. Rồi có những người yêu đời quá, nghe tôi nói vậy đó. Nhưng sao con không có sợ, con thấy đâu đến nổi. Thì ok, mình thương họ, mình thấy họ sống lạc quan thì mình cũng vui dùm. Nhưng mà mình cũng lo là bởi vì cái tên này chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Bò con không sợ cọp, điếc không sợ súng. Biết không sợ súng. Bởi vì tôi nhắc lại một lần nữa, một đời làm chân tu, một đời làm cao tăng. Chết rồi chưa chắc đi lên, vì vô số nội cũ chưa trả dứt. Có hiểu không? Một đống chủ nợ nó đang đứng ngay cái giường chết, nó chờ để nó đòi, mà biết không? Hiểu không? Hên thì quả lành đến rước đi, mà xui là quả xấu đến rước đi. Trong kinh nói quả xấu đối với mọi người nó giống như kẻ thù chờ trực sẵn để hại ta. Quả lành của mỗi người giống như thân nhân chờ đợi người xa về. Hiểu không? Thì mình không biết lúc mình tắt thở, đứa nào nó chờ mình ở đó. Một là người thân với một bồn hoa tươi chờ mình bước xuống sân bay để choàng bộ cổ. Hay là một thằng nó cầm mã tấu nó đứng nó chờ mình. Mình không biết. Mình có cái là tại chẳng qua bây giờ mình trong kinh đó mình thiếu ba la mật ấy. Cái duyên lành để có mình nghèo, mình bị túng, thiếu, mình mà đủ. Cho nên hôm nay khi gặp Phật Pháp, một là mình không muốn nghe, hay là mình nghe mình thấy khó chấp nhận, ba là mình nghe với một cái tâm thức là mau bị đầy. Đứng trước một dòng sông lớn, đi lấy nước về thì không phải ai cũng có khả năng đem nước về giống nhau. Vì sao? Vì cái đồ chứa hình như hơi khác nhau. Có người họ lấy cái thùng 5 lít, có người lấy cái thùng 10 lít, có người lấy cái rổ đem nước về. Ở đằng đời sáng thì bây giờ tôi đây lấy nguyên đóng rổ. Có hiểu không? Đi lấy nước mà mỗi đứa cắp cái rổ. Có hiểu không? Về tới nhà cái rổ còn ướt là hơn, đa phần là khô queo. Đi nghe, đi gánh nước về mà gánh, đi lấy nước bằng rổ thì gánh nổi gì? Còn có ông bà lấy chai dầu sông Thập đem theo là lấy cái dầu sông Thập nữa. Rồi có bà gánh về mà biết xài gì? Nó có vụ đó nữa. Nó đám đi ra sông chánh pháp, ra dòng sông Phật pháp để lấy nước, nó đủ hạn hết. Có hạn lấy rổ đem nước về, có hạn đem cái dầu sông Thập ra lấy nước về, có hạn gánh nguyên thùng về mà biết gánh về để làm cái gì? Có nghĩa là có những hạn học rất giỏi nhưng được hai thùng nước, nhưng mà cái hạn này trong kinh nói giống như là người đi trên biển, nước bao la mà vẫn chết khát, hiểu được không? Nhưng mình nói vậy thôi, dù gì cũng thà có bốn hạng người. Hạng thứ nhất có học mà không thành, hạng thứ hai có hành mà là biến học, hạng thứ ba vừa có học vừa có hành, hạng thứ tư là cả hai đều zero. Thì tối thiểu mình lo cái hạng có học không có hành cũng đỡ. Bây giờ mình cũng có tu một mình bà cho cá nó tu cũng đỡ, còn nếu không có học là chết cả hai đứa, hai đứa ơn nhân chết chìm. Còn nếu mình có học mà không có hành nó để ra, mình cũng có cái bao mà liền cái thằng khác, rồi mình vẫy tay chờ nhau, mình chết đuối một đứa khác cũng có, mình cũng liền kịp cái thao cho đứa khác. Cái đứa mà nó không biết lội mà cũng không xài bao thì nó đuối, mà cái hàng bê chung nó cũng đuối luôn. Mà các vị có biết một chuyện là người chết đuối thường hay nắm nhau, các vị biết đó không? Cho nên dầu là đi cứu một người thân thì chuyện đầu tiên là giọng vô mặt nó rất cái đá, chứ để mà nó nắm mình nó ôm chặt thì là chết cả ngày. Nếu muốn nắm là phải nắm một cách khôn ngoan lắm. Một là phải giận đó, giận là bây giờ Du nằm yên, tôi để cho tôi làm sao tôi làm. Còn hai nó là Du chỉ nhìn dịn thờ, chứ còn Du quạt gọi mà ôm chặt nữa là hai đứa là Chúa gọi cùng một lúc. Cho nên nó là cứu người cũng là một cái nghệ thuật trong kinh nói. Không hề có chuyện một người đang ở dưới nằm lầy là có thể cứu được người khác. Bản thân mình phải có một cái thành tựu gì đó thì mình có thể cứu được người khác, hiểu không? Thì ở đây á, phải học giáo lý,
rồi bà con muốn học, muốn hành thiền, chỉ thiền quán samatha vipassana gì đó là chuyện khác. Nhưng mà chuyện đầu tiên nhớ giùm tôi cái này, có người hỏi tôi, thầy gọi là sư ơi, cho con thấy con mặn mỏng phước ít, trí con nó cạn, con buồn, con không biết tôi chứ không có tu hay không, mà sau đời này con khổ quá, mà học đạo con học rất là dở, con nghe thầy giảng thấy ba la mật, biết con có ba la mật hay không, tôi có nghe hả nói vậy. Thì tôi nhớ mình đã trả lời theo trong kinh thế này, mình không cần biết ba la mật của mình nó nhiều ít, cái biết đó không quan trọng, mà cái quan trọng là mình testing. Testing bằng cách nào nào ta? Mình cố gắng mình học như có thể, cố gắng hành như có thể. Nếu mà ba la mật nó đủ thì tự nhiên mình có những thành tựu mà mình không có lường được. Hiểu không? Chứ còn cái chuyện mà mình thắc mắc gì này, cái đó mình có phước không, không biết con có đủ duyên đắc đạo đời này không, cái đó cái chuyện nó không quan trọng. Mà cái chuyện quan trọng nhất là tận nhân lực mới tri tri mạng. Tức là làm hết sức mình đi thì cái phần còn lại cũng sao. Yeah. Và Tây cũng có một câu đó là trời chỉ cứu đứa nào biết tự cứu. Có còn nhớ cái chuyện tôi kể một linh mục mùa nước lũ thì nguyên đám giáo dân nó đi nghe, nó nói cha cha lên thuyền đường đi với tụi con, cái không chú không gọi cha, một lát sau cảnh sát tới đưa cano tới ông cũng không, nói chú không gọi cha, lát sau nước ngang tới đây cái thang tới ông nói không, chú không gọi cha, và năm phút sau ông về trời, ông trách chú, ông nói theo chú không cứu con. Thì chú nói chú đã gửi cảnh sát, giáo dân và đức thanh tới mà con thì vẫn không chịu đi. Câu chuyện đó hay vô cùng, câu chuyện nó phải xăm lên trán, câu chuyện nó rất là hay. Có nghĩa là ông đã hiểu sai việc Chúa. Ông tưởng Chúa Trời là phải là một cái bàn tay bằng vàng sáng lò từ trên đưa xuống rồi bồng ông lên, nó không phải. Mà Chúa hiển hiện trong mọi hình thức. Phật pháp cũng vậy, Phật pháp bất ly thế gian, Phật pháp không rời thế gian. Mình có thể thấy bóng dáng Đức Phật ở bất cứ mọi nơi, là Phật của lời dạy Đức Phật phản phất và bàn bàn khắp nơi. Mình hiểu sai về Chúa Trời bên Thiên Chúa, còn bên đạo Phật mình hiểu sai về Phật pháp. Tôi kể các vị nghe câu chuyện mà tôi vô cùng tâm đắc là vào năm 1936 tại Trường Khánh ở Trung Quốc. Lúc đó là 9 năm sau thì đại diện thế chiến mới kết thúc. Thì lúc đó là người Nhật là mưa làm gió ở châu Á, trong đó có Việt Nam, Miến Điện, Thái, Tàu, mà nhất là Tàu ở Đại Hàn là băng sát nặng lắm. Thì đồng minh dội bom Nhật, rồi Nhật dội bom Trung Quốc, nói chung là đất Trung Quốc lúc bây giờ là mạnh nai để bắn thoải mái, dội bom quân đảo tự do. Chùa Miễu Banh Trành đó thì có mạnh phóng viên người Mỹ. Phóng viên người Mỹ anh đi ngang một ngôi chùa đổ nát, thấy có vị sư già ngồi ở mình và lần chùi. Thì trên sân chùa có một bức tượng gãy tan nát, mà có một bức tượng gãy tan hết rồi, chỉ còn cái bàn tay, và bàn tay có bức tượng dơ ngón này, thì gãy bức tượng mất rồi, mà đặc biệt còn cái bàn tay đó, bàn tay giữa sân chùa, bàn tay dơ ngón này đặc biệt đấy. Anh thốt nhiên và thường có thấy nó là phép lạ, và thường nói lạ cái gì, nó bơm dội người, cái bàn tay nó vẫn còn. Cái mà tưởng nó nếu mà lạ thì chùa nó có bị sập. Hiểu không? Tại sao một chùa bị sập mà ông không để ý? Mà ông để ý là cái bàn tay nó còn nguyên vẹn giữa một cái trận mưa bơm. Hiểu không? Thì ông bà thường ông dạy nhà Mỹ một bài học rất là hay. Chùa sập mà lạ, chùa sập mà còn lại bàn tay thì cái đó có gì đâu mà lạ. Thì anh Mỹ anh nghe thì anh đạo Chúa mới bồi thêm một câu. Như vậy thầy không tin được áp lạ sao? Cảm nó tin chứ. Pháp lạ của đạo Phật có hai. Đúng nghe. Pháp lạ trong ly nước. Thầy uống cái này sẽ rất là đau khổ. Tôi đang teo cái tối là tôi về có ngủ được. Pháp lạ, cái miracle trong đạo Phật nó có hai. Là cái chuyện nó lẽ ra nó đã xảy ra mà nó không xảy ra, đó là phép lạ. Đúng. Cái thứ hai, chuyện đó lẽ ra nó không thể xảy ra mà nó lại xảy ra, đó lại cũng là phép lạ. Hiểu hai này không?
tôi ghét cái không hiểu cũng gặp. Cái một là cái gì? Đáng lẽ nó lại xảy ra mà nó lại không xảy ra. Đó là lạ. Và cái thứ hai? Không xảy ra. Rồi, phải chưa? Nó rất là dễ nhớ. Cho nên mình đa phần là mình cứ thích phép lạ nè, những cái lẽ ra nó không có được, không làm được mà ta lại làm được, đúng không? Thế tôi nói không? Vì thấy đi trên lửa rồi ông thầy chùa đó ngồi, ông đi trên nước rồi ông thầy chùa đó ngồi, cái mông cách mặt đất nghe mình cứ chú ý những cái đó, mình cứ coi cái đó là phép lạ. Nhưng mà đó là một thôi, nhưng mà mình quên điểm thứ hai. Có những cái lẽ ra không có mà có nó là lạ, mà có những cái lẽ ra nó có mà nó không có cũng là lạ. Có hiểu tôi nói không? Thì thằng Mỹ, ông phóng viên Mỹ nghe thì ông có hiểu. Ông nói Hòa Thượng nói rõ hơn một chút được không? Thì Hòa Thượng nói cái chuyện mà chùa sập đó là chuyện tự nhiên, không có gì lạ. Và nguyên một cái building to đùng cái này mà nó còn dư một món còn bị hư, cái chuyện đó cũng không có gì lạ. Thấy chưa? Nhưng mà phép lạ là chỗ này, là lúc nó dội bom như vậy mà cái số người chết quá ít. Đối với tôi đó là lạ. Nghe kịp chưa? Cái lạ thứ hai, trong cái hoàn cảnh thế này mà Phật tử vẫn không bỏ chùa, đó là cái lạ thứ hai. Và đối với Đạo Phật, Đạo Phật chỉ chú ý những cái phép lạ nào có lợi cho chúng sinh thôi. Hiểu không? Những ba cái vụ mà đi trên lửa, đi trên thang, không nó cái đó lạ, nhưng mà lạ ngó cho vui rồi, mấy thằng siết nó làm được. Mà cái lạ mà có lợi cho chúng sinh, mấy thằng siết làm không có được. Hiểu không? Có hiểu không? Ví dụ như sống bằng tâm từ nè, người ta chửi mà không giận, nó lạ thiệt á. Mà cái lạ nó nên có. Hiểu không? Người ta không mắc mới gì hết mà mình lấy đồ tiền bạc thức ăn ra mình cho, cái đó là lạ thiệt á. Cái lạ nó nên có. Còn ba cái vụ mà là nó làm nó thổi phù biến mất cái dù chuông, mất cái điện thoại, rồi hồi nó lấy tờ 100 biến thành đồng biến thành 100. Cái lạ đó không giúp được ai hết á, mà người ta lại khoái cái tào lao đó. Đạo Phật chỉ chú ý cái phép lạ nào mà giúp được người ta. Yeah. Đạo Phật, đối với Đạo Phật cái này lạ mà hay nè. Giữa một biển người ích kỷ tự nhiên nó lòi ra một cái thằng vị tha. Hiểu chứ vị tha không? Vị tha là ích kỷ đến người, cái đó lạ thiệt á. Giữa một cái đám mà sân si thì nó lọt ra thằng từ bi, cái đó lạ thiệt á. Giữa đám u mê có cái thằng tự nhiên nó sáng sủa, nó nghĩ được nhiều cái điều hay, đó là lạ thiệt. Thì những cái lạ đó mới là cái lạ mà Đạo Phật chú ý, vì những cái lạ đó xài được, ăn được. Hiểu chứ xài được, ăn được không? Còn mấy cái lạ mà tào lao, quý đao đó, bù phép rồi bà con mê cái đó là bởi vì bà con đã tào lao từ căn bản, bà con cũng phải được tào lao. Chỉ con nít mới thích đồ ăn của con nít, chỉ có con nít mới thích đồ chơi của con nít. Người lớn mà xài đồ của người lớn, người hiểu không? Cho nên đứa nào khoái ba cái phép lạ tào lao là bởi vì đó bản thân cái tên nó tào lao. Mà trong khi Đạo Phận mình chú ý cái phép lạ nào mà ăn được, xài được, hiểu không? Giữa một cái chợ Hồng Kông to là cái thứ cơm gạo áo tiền, tự nhiên nó lọt ra một cái bà cụ biết thương người, cái đó lạ đó. Yeah. Giữa một cái thành phố Sài Gòn giật giật móc túi, tự nhiên có một cái người lụm của rơi mà biết trả lại, cái đó lạ đó. Thì cái lạ đó Đạo Phật rất là trân quý, vì cái lạ đó đó là cái lạ giúp người, cái lạ nó ăn được, xài được. Còn ba cái vụ mà quái đản ma quái thì biết cái lạ đó Đạo Phật coi thường lắm. Và trong tạng luật có một cái câu rất là nặng. Cái Phật nói một tỷ kheo tu thiền với mục đích đích luyện thành thông, nó giống như một người con gái chân diện để cho đàn ông nhìn. Thứ hai, vị tỷ kheo vì danh lợi mà quá hiện thành thông, giống như người con gái vén váy lên cho đàn ông nhìn chủ kính. Tôi không, hôm nay tôi nói cho toàn cầu nghe, nó tắt rồi. Có một cầu nghe nhưng mà toàn còn mẹ, tức là tôi chịu trách nhiệm, tức là tỷ kheo mà tu thiền mà có mục đích là đắc thần thông bay dèo dèo, giống như một người con gái mà trang điểm để cho đàn ông nhìn, xin chưa biết điều đó không? Ăn là gì nè, có một tô bún mắm mà vừa ăn ăn cái đẩy cái đũa bên bóp cái kiến này cho nó chấm, có để cái kiến làm là ăn hết, ăn xong rồi cái kéo kiến này nó chấm nữa thì cái đường. Cho nên tu hành để đắc thần thông thì cái đó là giống như người con gái trang điểm để cho đàn ông để mắt, nhưng mà không nặng. Mà cái thứ hai,
cố ý quá hiện thành thân để cầu danh lợi, giống như đàn bà vén cái vá lên để cho đàn ông xem rồi cho tiền vậy. Dạ, trong kinh nói chứ tôi không dám chết luôn. Và tự nhiên nói đó tôi mới nhớ hồi đêm qua có tôi có hai con, một cái cô hoa hậu ở trong nước, cái bà cũng dám cổ. Ở cái vũ trụ là gì, có nước vũ là múa, mà trụ là còn, vũ trụ là múa còn. Đúng không mà? Đúng, đúng rồi. Đúng rồi cô. Vũ là múa, mà trụ là còn, vũ trụ là múa còn. Có nghĩa là chúng ta đang ở trong cái vũ trường, múa còn, không ta đang ở vũ trụ mà. Chúng ta đang ở trong cái bóng mơ đó. Vũ trụ là múa còn. À, bây giờ tôi giải thích tôi quên mất. Bây giờ tôi ôm một loạt bài cho bà con nhớ đó. À quên nữa, sáng biết xin này đọc hết có cái dụng duyên hệ cho xin. Chưa, đọc nó có dạng cái gì. Vậy còn 15 phút mà bà con muốn nghe cho hết không? Dạ, để xin đọc. Rồi, không muốn nghe giảng nữa. Nghe giảng đi ha. Thì nó có một cái, trong cái 12 cái học duyên hệ đó, mình thấy là nó có một cái đường thẳng vô minh duyên hành, hành duyên thích, rồi tới hữu duyên, hữu duyên sanh, cái thanh duyên lão tử. Nhưng mà đó là cái công thức gọn trong thực tế, thì cái dòng luân hồi mà nó là một cái vòng tròn. Làm tròn là sao? Là do không hiểu tứ đế nên tạo các nghiệp thiện ác, do tạo các nghiệp thiện ác nên mới có các tâm đầu thai đi về các cõi, do có đầu thai về các cõi nên ta mới có sáu căn, rồi mới có đời sống nặng về cái gì trong sáu căn sáu trần. Và với cái lòng đam mê trong sáu căn sáu trần, ta mới tiếp tục tạo ra các nghiệp thiện ác, rồi có các nghiệp thiện ác lại tiếp tục có tâm đầu thai, do có tâm đầu thai mới có đi về các cõi, mà do đi về các cõi nên có bị sanh già đau chết sầu bi khổ ưu não, đúng chưa? Và để đối phó với cái sầu bi khổ ưu não đó, người ta lại tiếp tục làm các nghiệp thiện ác. Không? Nói chung nếu đọc kỹ lại mình thấy kẻ phàm phu luôn luôn cứ tìm cơ hội để làm các nghiệp thiện ác. Đứa có tu thì mỗi lần mà giải quyết vấn đề là tìm về chỗ tu, còn người không tu thì giải quyết vấn đề cách làm chuyện làm bậy. Làm bậy đây là gì? Là thân bất thiện, khẩu bất thiện, ý bất thiện. Ví dụ như người biết tu khi gặp gia đạo mà bất ổn thì họ tìm đến thiền định, tìm đến cửa chùa học đạo nghe pháp. Còn người mà không có tu khi gặp chuyện gia đạo mà bất ổn thì họ làm sao ta? Nhậu, đánh bài, tìm đến người khác, hiểu không? Rồi ăn chơi, du lịch, chích thuốc, nghiện ngập, có đúng không? Vậy người ngoài đời thì họ buồn, là họ nhiều cách giải quyết rất là bất thiện. Còn người Phật tử khi mà sốc quá thì chạy về chùa, chạy về với Phật, chạy về với kinh sách, với thiền định. Cho nên nghe nói cái đám mình để sắp đi tu thiền chắc có chuyện buồn gì đó. Cho nên là có học tứ niệm xứ, có tu chánh niệm, có học giáo lý, thì mình mới để ý rằng đây nè, bây giờ bắt đầu tôi xiết cái bài học này lại nè. Thì ra 12 duyên khởi hiện diện và vận hành trong từng giây phút của đời sống nha. Yeah. Tôi nói thì chậm đấy cho các vị nhắm mắt lại nhìn tôi này. 12 duyên khởi nó hiện hữu và vận hành liên tục trong đời sống của chúng ta trong mỗi phút. Chúng ta nhắm mắt lại tưởng rằng mình đang đóng kín các căn, thật ra lỗ tai chúng ta vẫn quớt, lỗ mũi của ta vẫn quớt và cái đầu chúng ta luôn luôn quớt. Có đúng chưa? Và ba ông này có phải là ba trong sáu căn không ta? Dạ phải. Và mấy căn của mình khi nó làm việc thì cái thiện nhiều hay ác nhiều? Ác nhiều. Mà ác hay tâm hay nghiệp ác nhiều thì nó tạo ra tâm đầu thai đi về cõi xấu. Hiểu không? Dạ. Nhưng mà có một điều, cái tâm đầu thai đi về cõi xấu nó mới là cái visa thôi. Còn cái chuyện mà đi ra khỏi phi trường mình sống ra sao đó lại là chuyện khác. Cái tâm đầu thai nó được gọi là nghiệp tái sinh, còn cái loại nghiệp bình sinh là khác nữa. Ví dụ như cũng do cái nghiệp bất thiện ta phải, ta có cái tâm đầu thai sinh về làm con chó, nhưng con chó ấy là chó nhà giàu hay chó nhà nghèo
con chó chihuahua, hoa hay là chó canh cừu, chó kéo xe, xí tuyết, con chó bệnh hay là con chó khỏe. Cách đây mấy hôm tôi ghé thăm cô ba, tôi đứng ở vườn tôi nghe mùi thối, tôi nhìn ra tôi thấy một con mèo nó nằm nó chết. Thì cô vô nói cổ của nó bị bệnh thất khớp. Rồi tôi tính hỏi cô có lo máu cho nó không? Thì mình thấy cũng làm chó làm mèo, mà có đứa làm mèo hoang, có đứa mèo được chủ cưng, cưng đến mức mà người ta gọi dạy bé là con mèo của anh. Mình đang ăn rồi đi lo mèo cháu. Cho nên là mình thấy cái tâm đầu thai nó đưa mình vào cảnh giới nào đó, đó là nghiệp tái sinh. Còn cái nghiệp bình sinh lại là chuyện khác. Anh đã có mặt trong cảnh giới đó rồi, anh sống ra sao? Nhờ cái tâm thiện đời này, nhờ cái phước thiện đời này mà ta có tâm đầu thai đưa về cõi lành, chẳng hạn như cõi người hay là cõi hay là cảnh giới với chư thiên. Thôi tôi nói chuyện thiền đi, nói cõi người với đánh chán rồi, chuyện thiền cho nó sang. Thì đừng có tưởng là cảnh giới chư thiên là cha nào cũng giống như cha nào. Trong kinh nói chư thiên có bài, một là A Ca Sắp Thạc Đi Và Ta, là chư thiên mà sống với trong không gian. Cái hạng thứ hai gọi là Phân Mắt Thạc Đi Và Ta, là chư thiên sống ở trên mặt đất, gồm có hang động cây hơm, hang động nhà cửa. Cái thứ ba gọi là Rút Khắc Thạc Đi Và Ta, là chư thiên sống ở trong cây cối hoa hỏa củ rễ. Nghe kịp không? Thì là có trong ba hạng đó, những cái câu trong đó chỉ có hạng mà Akasatthadevata là chỉ riêng mình sống trong trên không gian, đó là lâu đài cao lớn. Còn mấy cái ông mà chư thiên gọi là Địa Cư Thiên, là sống trên đất, Mộc Cư Thiên là sống trong cây cối củ rễ đó. Thì có nhiều cha đó sống, có nhiều cha là mấy ngàn năm sống trong một cái hang động, thì ông nó cũng còn sang. Còn có nhiều ông cũng là mấy ngàn năm vậy đó, là sống ở trong mấy cái rễ cây. Cái rễ đó nó mục, cái nhả qua cái rễ khác. Rồi có những khi sẽ sống trong cái thân cây nào đó, rồi người ta đốn cái cây đó là sẽ đi theo, sẽ về. Đóng cái giường, đóng cái tủ mà sẽ tiếp tục ở trong đó. Nên nhiều khi nó có hiện tượng mọc đè đó. Bị mọc đè đó. Nằm ngủ thấy thằng cha đen thui vớt cổ mình đó. Cái đó không hẳn là thiên nhân, nhưng sâu hơn đó là cái ông mà ông đã từng sống trong cái cây đó. Đi theo, để cái nhà của ông ta. Cho nên mình cứ hồi hướng không thôi, nó không qua giường bà kia đi, mình nói. Rồi người bảo là quầy ở đâu là ở giường này vậy đó. Mình nhớ trước 75 nó có nguyên cái đoàn xe đò mà nó đi ngang cây lại, mình gặp lúc gì cộng nó kích tháo quá rồi cả đoàn xe mới ngừng lại, thì chung với sàn xe trốn. Thì bà kia mới thánh này nên mua là từ đại biên linh cảm cuối cùng của đại quan thế một tác đàn đến đâu đừng đến đây, nó bắn qua nó đàn đến đây đừng đến đâu. Rung quá đâu cái đây có lộn nên nó bồ tát rồi tôi niệm rất là cái còn niệm tát rồi còn không còn linh cảm cũng còn nàng nữa mà chịu phá với cái câu đàn đến đây đừng đến đâu. Mà hồi đầu là bác thấy là đến đâu đừng có đến đây, là bắn quá liền rồi bắn quá rồi đến đây đừng đến đâu, quất phản trái liền mà tát được linh lắm, phản trái liền cho nên đó là cũng là chư thiên như nhau, nhưng có cha cả đời chỉ sống trong một cục đá bơ lớn này. Cho nên Việt Nam mình trong tín ngưỡng miền Tây có cái ông tà ông táo, ông tà là mấy cục đất tròn tròn, ông táo là mấy cái béo lò. Thì có nhiều cha là sống trong cả đời, sống trong cục đá đó, nhưng mà mình không biết, mình nghĩ cục đá sao sống không phải. Lớn nhỏ là tương đối. Trong cái nhận thức của mình tưởng cái nhà mình cao 3 mét là lớn, nhưng mà trong vũ trụ 3 mét không lớn hơn 3 tấc. Là vì sao? Vì ở trong cái cục đất, trong cái cục đá 3 tấc và 3 phân đó, trong đó có đủ lâu đài, hoa viên, rồi nhà cửa, phòng ốc rất là sang trọng, cung vàng điện ngọc trong đó. Nói ổng điên đứng ổng thèm hơn nan thế này, nhà mặt tiền gara vô hai xe mà khi mình không biết, mình thấy nó là một nhỏ xíu, hiểu không? Có hiểu không? Trong kinh nói có cái trường hợp
là một cái đầu kim mai nhỏ xíu để chứa hàng ngàn vị trên đó mà họ vẫn thấy thanh thang như là sân bóng đá, như một cái stadium. Mà mình không biết cái đó. Các vị có nghe cái chữ vi sinh không? Vi sinh. Những cái loài mà micro đó, thì có những cái loài đó nó có thể cộng sinh trong một cái, ví dụ như là các vị biết cái lý do nào, cái lý điều hoàn cảnh nào mà nó ra đời thuốc penicillin không? Là cái ông Fleming nào cũng thấy là cái miếng bánh mình đang bị nấm, thì cái việc nấm fungus gọi là virus, fungus, bacteria, nó hoàn toàn có thể nó có mặt trong một cái miếng bánh, một cái miếng thịt chút xíu xìu xìu của đúng không ta? Đúng rồi nó, thấy chưa? Mà mình không có biết cái đó, mình không có ngờ cái đó, mình không có tin được. Vì cho nên học đạo biết đời, biết càng rộng càng sâu thì mình mới ồ, Phật pháp cao siêu như vậy đó, hiểu không? Và cái đầu mình nó đơ quá là mình hiểu Phật pháp rất là tạc nguyên. Và nhiều lúc mình thờ Phật như là thờ một ông thần là sai. Cho nên tôi nói là một lần nữa là do các nghiệp thiện ác mà ta đầu thai về đâu đó nha. Và ở môi trường ấy ta lại tiếp tục tốt hơn hoặc xấu hơn, là một phần do ta, một phần do môi trường, có hiểu được không? Hai người cùng lọt xuống nước hết, mà một người thì là tắm, một người thì bị lọt, hai cái khác nhau, có hiểu cái đó không ta? Thì cái tắm mình chưa lọt không? Hai người cùng rớt ngay cái chỗ đó, nhưng một người mình gọi là nhảy và tắm, còn một người là lọt và đuối. Tại sao vậy? Hiểu rồi. Có nghĩa là có người họ sinh ra trong một cái môi trường giàu có và môi trường nó chỉ đẩy cho họ đi xuống thấp mà thôi, có không? Các vị có biết Mỹ họ trên truyền hình Mỹ ấy, nó có cho mình coi cuộc đời của hai người trúng độc đắc cuối cùng như giống rác, có biết đó không? Ghét nhất cái gì cũng gặp, biết đó không? Coi như là nó trúng cho mày cả mấy chục triệu, mấy trăm triệu, và đa phần là cuộc đời nó tối tui, tui lùi. Là vì sao? Là vì đa phần những cái người mà chơi vé số thường nói thẳng luôn, tôi xanh xắm ở trước, đa phần những người vé số là những người không có giàu, đa phần là ít học. Khi mà nó có rồi đó thì sao? Thì Mỹ nó có thế này, có tiền tạo ra tiền là khả năng, mà xài tiền là văn hóa. Cho nên khi mà anh thiếu văn hóa xài tiền rất là ngu. Mà cái gì làm người ta hư nhanh nhất? Tiền. Nó hút thuốc. Nó có tiền hút không đã, nó uống rượu không đã, nó chơi tới bụng mì. Khi nó xài tới bụng mì thì coi như nó không còn đường nữa, nó quay lui nữa. Và trong lúc mà nó đang lơ mơ như thế này thì tiền bạc nó không có quản lý. Vợ nó muốn lấy thì lấy, bồ muốn lấy thì lấy, cha lấy, mẹ lấy, con lấy, anh lấy, em lấy, bạn bè lấy thoải mái. Tới hồi mà nó tỉnh cơn rồi mà chưa kể lúc nó hút sách, nó phạm nhiều thứ harassment thì tùm lum hết, bị mất kiểm soát. Rồi chưa kể nó bị vu khống, rồi chưa kể nó phải cúng tiền cho luật sư. Đất nước Mỹ là đất nước mà nó là trời ơi nhất là luật sư. Nó biết mình không có tội mà nó biết là môi được tiền nó cũng gài cho mình tốn tiền, có biết gì đó không? Mà thêm thất học nữa, cho nên là cái điều nghe tôi kể là thấy cái điều kiện để tiền nó bay rất là ngoạn mục, rồi nó bay như là diều rồi đó. 3 phút không còn sống, thân tàn mà dài. Việt Nam bị trường hợp đến nhiều lắm. Mẹ bán hàng rong, cha đạp xích lô, con bán vé số, gia đình em ấm, đêm nào cũng có bữa cơm tối. Đùng một cái, nhà từ mặt hẻm, mặt tiền trong hẻm văng ra mặt tiền, được bồi thường 10 tỷ, bắt đầu nảy sinh ra tranh giành. Thì chia nhau là 10 tỷ thợ người bao nhiêu, sau khi chia xong nó mới tỉnh giấc mộng là nhà không có, gia đình không có nhà nữa. Thì cái nhà đã bồi thường rồi, cho nên khi mà 10 tỷ đó, lúc ôm 10 tỷ thì thấy nó sướng thiệt. Nhưng mà khi chia banh chồng nó ra thì sao ta? Chỉ đầu tiên không có nhà, phải làm sao ta? Có hai cách, một là vô khách sạn đúng không, có tiền mà. Hai đó là về nhà bà con, rồi bà con bắt đầu nó rút. Rồi mình thì ăn nhậu bao gái, bao trai. Trong thời gian 3 second còn cái xà lỏ, anh em trở mặt. Tại sao trở mặt? Bởi má cho anh hai nhiều hơn con. Thế bữa nay má bệnh, má về anh hai. Và hồi trước không có vụ đó, bây giờ nó có.
sao khi chia không đều đi, tại sao bắt cho anh hai nhiều, bởi vì anh hai có con nhỏ, còn con độc thân, mà lúc đó mình tiền nó làm cho mình điên, đâu có hiểu, cho nên sau khi má chia không đều thì má nhớ cái chuyện má không đều, má muốn có chuyện gì má về với mấy cái đứa nào má cho nhiều quá, kiểu có thấy đã không, thấy có thấy đã chưa, là tự nhiên bố xích lô, mẹ hàng công, con giấy số, hạnh phúc tràn trề, tiền rớt xuống nhà băm chành. Cho nên có nhiều trường hợp họa thành phúc, nhưng cũng có nhiều trường hợp phúc thành họa, có nhiều trường hợp họa thành phúc, là nhờ cái sự ly tán nào đó mà người ta lại có duyên để đến với một thứ ngon lành có ông ta, hình như có. Nhờ có những người nhờ họ có cái đổ vỡ hôn nhân lần một, họ có kinh nghiệm cho lần hai và lần bốn.